Đơn vị B1C8 có đi truy quét Pốt 2 lần ở cánh rừng lá tấp này. Lần thứ nhất khi chưa ăn Tết âm lịch năm 1979, đơn vị B1 được điều động đi truy quét vào cánh rừng lá tấp. Anh em phải vác nòng, chân, đế và đạn cối, đi theo lối mòn của dân, len lỏi, thì cũng tới được con sông. Con sông này chúng tôi thấy người đi vắng hoe, không có dân ở. Nhưng ở dưới sông có rất nhiều đống trà bằng cây được chất sàn sát vào nhau thành một ụ vuông để dụ cá vào bờ. Lâu ngày thấy cá vào nhiều, thì người ta dùng lưới bao xung quanh, giở trà để bắt cá, giống y như dân đồng bằng sông Cửu Long, miền Nam Việt Nam. Khoảng xa thì có một căn nhà lớn, rộng và dài. Chắc căn nhà này là nơi chứa công cụ để đánh bắt cá. Đúng y như thầy phán, cây tre được chẻ nhỏ và dài, dùng dây leo kết dính lại thành như một tấm lưới cao khoảng 2 đến 3 mét. Dây được kết từ trên xuống dưới khoảng 4 đến 5 buộc và kết dài đến 10 mét. Làm xong cuộn tròn lại, dựng vào góc nhà. Những cuộn tròn bằng cây này có rất nhiều. Tại căn nhà dài này, tôi nghĩ chắc đây là công trường đánh bắt cá của Pol Pot. Lùng sục một hồi không thấy dân, cũng không thấy Pot đâu. Toàn bộ quân D2 rút quân về. Nhưng không hiểu tại sao. Má ơi, đoàn quân rút về không đi theo lối mòn cũ. Mấy ông trinh sát nhà ta dẫn đường đi về ngay cạnh phía bìa rừng, đồng trống cho dễ đi. Nhưng đoàn quân phải lội qua một con sông nhỏ. Bộ đội bộ binh, đơn vị khác thì đốn cây, đốn chuối, kết bè lội qua con sông nhỏ này thì được. Nhưng còn lính C8 mang vác súng cối DKZ 12 ly 8 thì làm sao mà lội được qua sông? Sau một hồi hội ý, cán bộ đại đội truyền lệnh xuống, toàn đơn vị quay trở lại, trở về theo con đường mòn cũ. Toàn quân, đơn vị B1C8 hú vía, khiêng vác súng 82 và đạn mà lội qua sông chắc là chết chìm mất. 3 ngày mới nổi lên được. Lần thứ hai, ăn Tết năm 1979 xong, lại phải đi truy quét tiếp, lại cũng con sông sở tượng này. Lần này toàn C rất rảnh đường đi nước bước, bộ đội nhà ta đi và tới tận nơi một cách an toàn. Nhưng do ở lâu quá, trời lại tối, mới chịu rút quân về. Đơn vị B1 đi lạc, đi tùm lum, đi một lúc thì lạc đường về. Đường đi thấy toàn cây gai chẳng chịt. Anh Cuống bê phó đi đầu phải dùng dao phay mang theo chặt cây dọn đường. Bọn tôi thì vác nòng, chân và đế, đạn, đi rất vướng víu khó chịu, mà đi mãi chẳng thể nào ra được khu rừng này. Anh em mới tụ lại bàn bạc góp ý. Thế là toàn B1 lội xuống con kênh nước nhỏ, nước chỉ tới ngực, cứ nhắm hướng đi tới, men theo dòng nước chảy mà đi. Lội nước một hồi lâu, cũng ra đến một vùng đất trống. Nhìn xa thấy có nhà dân, anh em mừng quá la lên, ta đã về nhà rồi. Tranh thủ ra phía sau nhà, lội xuống sông Mekong tắm, nấu ăn, ngủ một giấc cho tới sáng. Lính D1 khỏi canh gác, Pol Pot luôn đêm ngày. Đơn vị đóng quân ở tại đây cũng được vài ngày, thì toàn quân C8 được lệnh di chuyển vào đóng ở bên trong con sông sở thượng. Đường đi đã quá quen thuộc, đơn vị tới nơi an toàn. Chúng tôi tranh thủ lại cái nhà công trường, vác mấy cuộn tre về cất làm nhà, làm giường, để ngủ và đào công sự cá nhân sát cạnh bờ sông. Ngày hôm sau, anh Dũng A Trưởng đi lại mấy bê khác chơi, mới chạy về thông báo. Tụi mày ơi, mấy anh em B2 và B3 đi đánh cá, mang về nhiều lắm. Tụi mày có đi không? Tôi nói đi, để tụi tôi đi lấy lựu đạn. Do tôi là thằng có lựu đạn nhiều nhất, tôi lấy 2 quả đạn chày lận vào lưng, đi cùng mấy anh A Trưởng và mấy anh lính lác, gồm Ngon, Dũng, Lập Khùng, Phương, Dương và Tiến, cùng lên đường ra hướng đường về C8 đóng quân cũ. Khi thằng Dương vác theo một cái bao bố đựng gạo, nó nói, để vác cá về. Bọn tôi hăng hái ra đi, cũng hơi xa khoảng 500-600 mét, thì thấy có nhiều đóng trà bị tan hoang, cây cối cắm ở dưới nước lộn xộn. Anh Dũng A Trưởng nói, chắc tụi nó vừa đánh trái ở đây, tụi bay đi xích tới một chút xem nào. Chúng tôi đi thêm tiếp khoảng 50 mét, thì thấy một đống ụ trà còn ngon lành, nguyên si. Anh Dũng kêu anh Lập Khùng xuống dọn trà, dọn khoảng một lỗ 1 mét, rồi kêu anh lên bờ. Thằng nào chọi đây mày? Để tôi.
vì tôi là thằng có mang theo lựu đạn. Anh Dũng hỏi, có chắc không đấy? Chắc ăn, như bắp rang. Nói là làm, tôi mở nắp, rút dây nụ xòe của hai trái ra định quăng. Thằng Dương nói, chọi luôn cả hai trái à? Vâng, làm hai trái một lượt, cá chết mới nhiều. Tôi quăng liền hai trái, lọt thỏm vào cái hố của anh Lập Khung tạo ra. Thằng Dương nói, mày ném hay quá. Thằng Dương vừa nói dứt lời, hai tiếng nổ vang lên cùng một lúc. Bung, bung. Cá trắng nổi lên mặt nước, trôi theo dòng nước chảy của con sông. Thằng Dương và anh Lập Khung tiếc của mấy con cá trắng nổi lên, lội theo vớt lại. Còn tôi và những anh em khác thì lội xuống vẹt trà, mỗi thằng một lỗ để lặn xuống đáy mò cá. Tôi cũng vẹt được một cái lỗ và lặn mò theo kiểu đứng, không dám lặn kiểu mò ngang. Nếu lặn xuống dưới loay hoay không chờ được, mắc kẹt ở dưới thì toi mạng. Tôi hì hụp mò lặn, còn thằng Dương và anh Lập vớt cá xong, lên ngồi bờ thở dốc. Anh em lặn xuống mò được rất nhiều cá lóc bông, cá cườm, cá mọi, có thêm cá dày, giống như con cá lóc, nhưng mỏ nó đẹp hơn. Anh Dũng A Trưởng gọi nó là cá ruồn. Con nào cũng to bự, khoảng hơn một cân. Mò được con cá nào thì quăng lên cho thằng Dương ở dưới mé bờ sông, lượng cá bỏ vào bao bố. Có khi anh em mò bằng hai tay, có được hai con cá. Anh em chúng tôi mò cá được một hồi, thì thằng Dương la lên. Đây rồi! Hết chỗ! Đừng mò thêm nữa! Nó nói, bây giờ mấy thằng mày phải đi kiếm cái cây để khiêng bao về, chứ ai mà vác cho nổi. Tụi tôi đi kiếm được một cái cây to làm đòn khiêng cả bao cá về. Khi về tới nơi trời cũng chạm vạng tối, ai cũng tranh thủ đi tắm rồi xúm lại làm cá. Thằng Phương cùng quê với tôi, nó làm cá cắt mang rất đẹp. Tôi hỏi, sao mày làm cá đẹp thế? Phương nói, mẹ nó dạy làm cá. Còn tôi thì không cần làm mấy động tác thừa của nó. Cứ đè con cá ra, rạch bụng, moi ruột. Làm xong cứ đưa cho thằng Dương, bỏ vào nồi rửa sạch, rồi đem cá lên giàn phơi, được làm bằng mấy cuộn tre. Rồi để cho ráo nước, sáng mai tính tiếp. Cứ làm như vậy, cho tới tối khuya. Cũng không biết, các anh em bê khác có đến ăn trộm cá không nữa. Sáng hôm sau, tôi mới bàn với anh Dũng A Trưởng. Bây giờ tụi mình phải quay trở lại chỗ đóng quân cũ, lấy một số muối hộp về ướp cá. Bàn bạc và thống nhất, chúng tôi mang ba lô, vác thêm mấy khẩu AK, đi ra chỗ đóng quân cũ ở bên bờ sông Mekong. Chúng tôi đi tới nơi, thì thấy ba muối hột và ba bắp hộp vẫn còn y chang ở dưới sàn nhà. Chủ nhà người Khmer không dám lấy ăn. Chúng tôi bỏ muối vào ba lô buộc lại, còn thằng Dương nó hút thêm một ít bắp hột. Nó nói đem về rang ăn cho đỡ buồn. Còn lại bao nhiêu tụi tôi lên trên nhà, nắm tay ông chủ nhà đi xuống cầu thang. Ông ấy sợ không biết có chuyện gì xảy ra, ngỡ bị ruồn cắp ruồn. Anh Dũng chỉ tay vào bao muối và bao bắp, kêu ông ấy vác lên nhà dùng. Ông ấy khoác tay lắc đầu. Tụi tôi nói mình không biết tiếng ca, làm sao để nói cho ông ấy hiểu. Thôi thì vác bao muối vào bao bắp lên nhà hộ ông, làm động tác xúc gạo nấu cơm cho ông ấy hiểu. Ông ta gật đầu lia lịa. Chúng tôi xuống cầu thang và ra về. Có muối rồi, chúng tôi lấy son để ướp cá, đem ra phơi. Còn số cá nào ngon lành thì luộc làm chả bông. Anh em ngồi quây quần làm chả bông suốt đêm, được một thùng tiếc. Ở tại đây cũng được vài hôm, anh Dũng nói đi đánh cá tiếp tụi mày. Ăn khô, hoài ngán quá. Tôi nói, đi thì đi. Lần này đi chỉ có anh Dũng, Lập Khùng, Dương và Tiến. Kỳ này bọn tôi không đi ngang qua các B2 và B3 nữa, mà lội qua sông. Anh Dũng mang theo một trái lựu đạn và hai trái M79. Đi tới một đoạn sông, thấy không có chỗ nào đóng trà cả. Chúng tôi băng ngược trở lại, đi trên triển đất con sông về hướng chỗ đánh cá lần trước. Nhưng nay lại ở phía bên kia con sông. Một lúc sau thì thấy một ụ trà hơi tưa. Anh Dũng nói đánh ở đây đi. Thế là lấy dây buộc hai trái M79 cùng với trái lựu đạn. Lập Khùng giật lựu đạn ở tay anh Dũng và nói, để tao chọi cho. Tôi nói, không. Được không đấy Lập Khùng? Lập Khùng nói chắc ăn. Thế là anh ta chọi. Mẹ ơi, Lập Khùng nó chọi vướng vào cái cành cây,
lựu đạn cùng hai trái M79 nằm khơi khơi trên mặt nước. Tôi hô nằm xuống. Ung, oanh, nước văng tứ tung. Tụi tôi mặt không còn chút máu nào. Hỏi xem ai có bị thương không? Hú hồn, không ai bị làm sao. Thằng Dương hét lên. DM, mày trọi hay quá, tí thì chết. Lập Khùng quê quá bẽn lẽn đi về. Chúng tôi cũng đi về, chứ có lựu đạn nữa đâu mà đánh đá tiếp. Mấy ngày sau, tôi bị bệnh sốt rét. Mỗi đợt lên cơn, run như cầy sấy. Anh em đắp chăn trò, bao nhiêu, nó cũng vẫn rét run. Thậm chí thằng Dương đem toàn bộ mùng mền của anh em đắp lên người tôi. Người tôi vẫn còn run cầm cập. Một hồi thì hết lạnh, rồi chuyển sang nóng. Tung mùng mền ra không kịp với nó. Lúc này anh Vĩnh bê của tôi được rút lên làm y tá. Mỗi lần tôi lên cơn thì anh kêu anh Vĩnh ghé qua, lụi cho tôi mấy mũi. Một ngày không biết tôi bị lụi mấy mũi nữa. Giết rồi mong đít đau, sưng vù, chài ngắt luôn. Ngồi cũng thấy đau, mà đứng cũng thấy đau. Theo tôi nhớ, cũng có mấy lần đi đánh cá tiếp nữa, nhưng toàn siêu lựu đạn của tôi. Do ngày trước tôi mang đến 13 quả lựu đạn chày ở tại xã Thường Phước Hồng Ngự. Lúc này quân số B1 có thay đổi. Giao lên làm văn thư, Vĩnh lên C làm y tá, Vũ đi vịt, chỉ có anh này mới có cái nón sắt, đi đâu cũng đội, thì đi học y tá. Chuẩn thì rút lên làm liên lạc D. Anh B trưởng Nguyễn Mạnh Tài được điều lên E làm C phó, C pháo. B của tôi tặng cho anh nguyên thùng ruốc cá chả bông mang theo. Tôi thắc mắc, không hiểu tại sao B của tôi đang rất thiếu người, không đủ quân số, lại bị điều người đi về các đơn vị khác, hết trơn, không biết. Vào đầu tháng 3 năm 79, đơn vị B1C8 của tôi lại có lệnh di chuyển hành quân, đi đóng quân ở chỗ khác. Do tôi bị bệnh sốt rét hành hạ, ốm nhom ốm nhách, gánh đặng cối không nổi, anh Lập Khùng mới chuyển giao cho tôi khẩu RBD, nồi đạn 100 viên, còn 4 nồi 100 viên khác thì các anh em phụ mang, mỗi người một nồi. Anh em trong B vác súng cối tam 2 gấp đôi lên do bị điều chuyển hết 4 đồng chí. Đường di chuyển hành quân thì chuyển sang đường mòn bên phải của cánh rừng lá thấp ở Sở Tượng. Bệnh sốt rét mà mang vác súng RBD nặng, tôi lê từng bước, chậm chậm, lang thang như kẻ vô hồn. Đoàn quân C8 di chuyển một hồi, cũng tới con đường rất rộng. Đường này xe bò có thể chạy được. Bên trái là cảnh rừng lá thấp, bên phải là ruộng lúa, cò bay tẳng cánh như ở miền Nam Việt Nam. Tôi lê bước chân tàn tạ, ma dại, cũng tới được bờ sông Mekong. Ở đây có mấy chiếc ghe bầu chờ sẵn, chở đoàn quân B1C8D2 sang bên kia sông Mekong. Mấy chiếc ghe bầu chở đơn vị C8D2E320 chúng tôi cập bờ bên kia sông Mekong. Phung này tôi không biết tên, chỉ biết nó là phung của một tỉnh ở gần thủ đô Phnom Penh. Chắc đơn vị tăng cường truy quét Pol Pot cho đơn vị bạn. Anh em chúng tôi lên bờ chọn chỗ đóng quân. Đơn vị B1 chọn căn nhà vắng không ai ở, bên phải con đường cát và đào công sự. Sau tất cả công chuyện phòng thủ của người lính thì anh em đi tắm giặt, nấu cơm ăn. Một số anh em thì đi vòng quanh phum xem dân ca sống ra sao. Sáng hôm sau, anh Dũng mượn được ở đâu một cái chài đánh cá. Có thằng nào đi đánh cá với tao không? Tôi nói đi. Thế là hai anh em ra bờ sông chài cá. Do sông lớn, cá ven bờ rất ít, chỉ chài được có mấy con cá nhỏ sống ở ven bờ. Quăng chài một lúc thì chài cũng bị vướng vào một gốc cây to. Tôi phải lặn xuống mò gỡ chài ra khỏi gốc cây bị vướng. Lặn hì hụp một hồi cũng gỡ được chài xong. Và mới vừa trèo lên bờ thì nghe tiếng súng nổ đùng, đùng. Hai anh em mới chạy về để lấy khẩu súng sẵn sàng chiến đấu. Cứ ngỡ bọn Pol Pot nó đến tập kích. Chạy một hơi về tới nơi thì thấy anh Lập Cùng đang đứng sững sờ ở trước cửa nhà. Chúng tôi hỏi chuyện gì vừa xảy ra. Nghe đâu có tiếng súng. Anh Lập Khùng nói tỉnh queo. Tao thực súng. Coi RBD có bắn được tắc cú hay không. Hết nói ông luôn. Đúng là khùng nặng. Cần phải đưa ông đi nhà thương điên mất. Ở nơi đây được vài ngày.
Đơn vị B1 lại chuyển quân đến căn nhà xa hơn một chút. Căn nhà này nằm ở sát lộ, sát cầu và sát bờ sông. Nhà sàn này nhìn thấy rất sang trọng và chắc chắn hơn ở mấy căn nhà khác xung quanh. Bọn tôi lại phải đào công sự và cũng giáp khẩu súng cối 82, sẵn sàng trực chiến luôn. Ban ngày thì lấy chiếu, đậy lên và cộng thêm mấy cành cây để che nắng, ngụy trang. Ban đêm thì lấy chiếu ra và cành cây, ngồi xuống công sự cối đó canh gác luôn. Anh em chúng tôi gác thì tính giờ bằng con sao cầy, có người gọi là sao thần nông. Ở đây được mấy ngày, cá khô đem theo ăn cũng hết. Tôi nhìn thấy một cồn cát ngoài sông lớn Mekong, ngày nào dân ca cũng lội qua và khi trở về có đem theo nhiều trái bầu, trái bí. Anh em chúng tôi nhận định bên đó chắc là nông trường trồng rau củ quả của Pol Pot ngày xưa. Chúng tôi bàn bạc thống nhất bơi sang cồn cát đó xem sao. Bơi qua một mình thì không sao, nhưng phải mang theo súng AK để phòng thân thì hơi khó. Chúng tôi phải lấy thêm song nồi làm phao, mang theo cái bao bố đựng khô lúc trước, cùng nhau bơi vượt qua sông. Đoạn sông Mekong này cũng cạn, khi nước dòng xuống, có thể lội qua cồn, chỗ nào sâu nhất cũng chỉ ngập đầu. Đúng như dự đoán của anh em chúng tôi, cồn cát này trồng toàn bầu bí, cà và đậu phộng, nhưng lại có hai thằng đàn ông du kích cà đứng gác, mang súng R15 kè kè bên cạnh. Chúng tôi lại hỏi xin họ một trái để ăn, họ lắc đầu không cho, nhưng tay bọn họ lại chỉ vào băng đạn của cây súng thằng Dương mang theo, xí xô xí xáo. Anh Dũng bảo, chắc tụi nó xin đạn và bảo thằng Dương tháo ra 10 viên đạn đưa cho tụi nó. Tụi nó gật đầu lia lịa khoát tay, chỉ về hướng có trồng bầu bí. Chúng tôi đi hái trái, nhưng anh Dũng vẫn kêu thằng Dương và tôi cứ mở cò súng, sẵn sàng. Lâu lâu liếc lại, xem bọn nó có phản ứng gì không. Có gì thì tất cả bắn luôn. Bọn tôi đi hái trái bỏ vào bao bố, xong nồi, lựa những trái nào nổi dưới nước thì hái. Bí đao trái bự như con heo con, bóng láng, bí dợ to, tròn vo. Có cả cà chua, cà nâu, chất đầy xong nồi và đầy bao bố. Tất cả bọn tôi lội sông quay trở về nhà. Nhưng thằng Thu nó lại đứng như trời trồng, không chịu về. Nó nói, tụi mày lội về đi, tao phải lội qua bên kia sông về trung đoàn, xem thư nhà có gửi qua hay không. Ừ, mày muốn đi thì cứ lội. Thế là nó lội qua sông Mekong thật, còn chúng tôi lội sông trở về. Do lựa lấy những trái nổi được ở dưới nước, nên chúng tôi dùng làm phao lội trở về an toàn. Buổi chiều, thấy thằng Thu trở về, nó nói không một ai trong chúng tôi có thư cả. Tối đến anh cuống bê phó đi lên xe họp. Anh về kêu toàn bộ B lại họp. Nẹt thằng Thu te tua vì cái tội vượt qua sông không xin phép. Ở đây cũng được mấy ngày, cũng chán. Chúng tôi vào phum, gặp nhà nào có người thì vào trò chuyện tán dóc. Hỏi bên ca kêu cái này là cái gì, kêu cái kia ra sao. Thế cũng hết ngày. Vào một ngày, B1 nhận được lệnh sáng ngày mai đi truy quét. Anh Cuống họp lại phân công nhiệm vụ. Tôi được phân công ở lại giữ nhà, giữ ba lô cho anh em, do mang vác cồng cành, thêm ba lô chỉ thêm vướng víu. Hơn nữa, tôi vừa mới hết bệnh sốt rét, đi hành quân xa không nổi. Ở nhà thì sợ bọn Pol Pot nó mò tới. Anh em đơn vị B1 để lại cho tôi khẩu RBD cộng thêm 4 nồi đạn. Anh Cuống nói, nếu sợ thì đi lại đằng C bộ, B2, B3 tụi nó cũng ở lại mấy thằng để giữ đồ. Gạo và mấy thằng lính đó nó cũng lại xe bộ hết rồi, còn mày có dám ở lại đây một mình không? Tôi nói, dám đánh không lại tụi nó thì tôi trải lại xe bộ. Tối hôm đó tôi vo gạo nấu một nồi cơm lớn. Anh Dũng hỏi, mày nấu cơm nhiều quá để làm gì? Tôi nói, làm cơm nắm để ngày mai các anh đi có cái mà ăn dọc đường. Cơm vừa chín tới, tôi xúc ra để hơi nguội lại, xúc cơm vào khăn tắm, vò cơm, nhào nặn cho dẻo ra, nắn thành một cục tròn vo. Cơm này có thể được 2 ngày ăn cũng được. Anh em nhào vô phụ tôi, một hồi cũng xong. Tới rang muối hột, bằm nhuyễn muối ra, bỏ vào bịt ni lông. Sáng hôm sau B1 cùng anh em trong xe hành quân đi truy quét Pol Pot.
Tôi nghĩ chắc chiều tối mới về. Tôi chờ đợi anh em tới tối, không thấy ai về cả. Tôi cũng rối lên. Đêm nay sẽ ra sao đây? Nếu Pol Pot tới chỉ có một mình, làm sao chống cự? Tôi đem súng và 4 nồi đạn RBD ra công sự ngồi hóng gió đông. Tới nửa đêm, buồn ngủ không biết làm sao. Nếu vào nhà ngủ, thì bọn Pot vào chiến đấu ra sao? Tính đi tính lại. Thôi kệ mẹ, lên nhà ngủ vậy. Tôi mới leo lên nhà, leo lên cái bậc thang ở trong nhà. Nhà này có gác, nhưng chưa ai leo lên xem. Tôi thấy gác trên này chứa toàn vải, quận, đủ màu, rất nhiều vải. Tôi chọn một chỗ trống, đem súng RBD và 4 nồi đạn để vào 4 góc của ngôi nhà, sẵn sàng chiến đấu nếu Pol Pot vào. Đánh một giấc cho tới sáng an toàn. Mình vẫn còn sống. Ngày lại ngày qua, đến ngày thứ 3 thì mới thấy anh em B1 mới đi bộ về. Anh nào cũng thất thểu bơ phờ. Tôi mới hỏi, bộ đụng Pol Pot à? Anh cũng nói, không, không đụng Pol Pot, nhưng bị đi lạc ở trong rừng, không ăn không ngủ, hành quân đói khát nên bơ phờ. Cũng may có mày làm cơm nắm, cũng cầm cự được mấy bữa. Ngày hôm sau toàn B1 tổ chức cuộc họp, là thằng Dương te tua. Tôi hỏi anh em có chuyện gì xảy ra vậy? Mấy anh nói, đi lạc mấy ngày, thằng Dương nó đuối sức, gánh đạn cối không nổi. Nó rình chỗ vắng người, nó tháo bỏ hết 2 trái đạn cối. Về tới nhà, anh Cuống mới phát hiện, kiểm điểm nó. Thằng Dương ngồi nghe và chịu trận, không nói được gì. Ngày qua ngày, chúng tôi ở lại nơi này cũng gần 1 tháng. Đơn vị lại được lệnh di chuyển, đi đóng quân ở nơi khác. Ghe bầu lại đậu ở bờ sông Mekong chờ sẵn, chờ đoàn quân B1 C8 lại sang sông. Khoảng đầu tháng 4 năm 1979, đơn vị C8 G2 E320 đang đóng quân ở bên kia sông Mekong, thì được lệnh di chuyển quân sang thị xã Ba Nam, tỉnh Vây Veng. Đơn vị chúng tôi được di chuyển bằng ghe. Tới chiều tối thì đơn vị C8 G2 cũng đến nơi và đóng quân trong một căn nhà tường gạch bỏ hoang, ngủ ở nơi này 1 đêm. Sáng sớm hôm sau thì được mấy chiếc xe GMC chở anh em di chuyển trên con đường cát vắng người đi. Dân ca đã về sinh sống, nhưng không dám ra ngoài, chỉ ngồi ở trong nhà mà nhìn đoàn xe chở quân Việt Nam chạy ngang qua. Chiếc GMC này chạy tới một cây cầu xi măng thì bị mìn đánh sập. Toàn bộ quân C8 G2 xuống xe đi bộ vào thị trấn Sanaipur, huyện Pi Riêng, tỉnh Prey Vieng. Đơn vị C8 được bố trí ngay tại cơ quan hành chính của huyện, nằm ngay ở ngã tư lộ. Chúng tôi nhanh chóng đào công sự, giáp cối sẵn sàng chiến đấu ngay, nhưng chưa được lệnh đánh phun rít. Sau này đơn vị củng cố và tăng cường thêm các đơn vị khác mới đánh Pol Pot. Trận này anh Thôi bị thương tí chết. Đơn vị C8 ở nơi này cũng có báo động chiến đấu. Toàn bộ đội hình dàn trận ra ngã tư vào ban đêm, canh chừng mấy con muỗi cho nó đốt suốt đêm. Sáng sớm hôm sau thì rút quân về ngủ. Ăn cơm thì chẳng có gì để ăn, phải đi kiếm rau sam, rau dại về luộc để chấm muối. Ở thị trấn này, anh em rất thèm thuốc hút. Ai có được điếu thuốc dê để hút thì anh em xúm lại xin hút ké. Một điếu thuốc chỉ được phép hút một hơi dài rồi truyền tay cho đến thằng khác hút. Cứ truyền tay như vậy, cho đến khi chỉ còn một khúc nhỏ, không hút được nữa thì mới chịu rụi tắt. Bỏ đôi thuốc này vào một góc tường nhà. Khi có nhiều con dế thì gộp lại, vẫn thành một điếu mới rồi hút tiếp. Sáng sớm thì anh em chúng tôi ngồi trước cửa của căn nhà để canh me. Có chiếc xe bò nào của anh Khmer đi ngang qua thì chạy ra xin một ít thuốc dê. Chỉ biết làm điệu bộ hút thuốc, có khi xin được, có khi cũng trắng tay. Ở đây thuốc dê rất quý đối với anh em nào bị nghiện thuốc. Tháng 4 năm 79, trời ca nóng bức, hai thằng Tiến và Phương cởi trần ra ngồi gần lan can của căn nhà tường ở huyện ca, nhìn ra phía trước canh me những chiếc xe bò chạy qua con đường cát trước mặt. Để chuẩn bị đi ra xin thuốc, ngồi lâu cũng buồn, tôi kêu thằng Phương kể chuyện phiếm cho nghe trong lúc chờ đợi canh me xin thuốc. Phương có biệt tài, nhớ rất dai các chuyện kiếm hiệp của Kim Dung,
mà nó đã từng xem qua. Anh hùng Dạ Điêu, Thần Điêu Đại Hiệp, Võ Lâm Ngũ Bá, Lệnh Hành Quyết, Quỷ Kiến Sầu. Nó nhớ đến từng địa danh, tên gọi các nhân vật trong cốt truyện. Trong lúc thèm thuốc và chờ canh me, tôi thường kêu thằng Phương kể chuyện kiếm hiệp, nghe để giải sầu, giết thời gian để qua cơn thèm thuốc. Hết chuyện này, thì nó chuyển sang kể chuyện khác. Có khi nó kể xạo thì cũng trời mới biết. Vào một ngày nọ, anh Dũng A Trưởng đi họp ở C về, cầm theo một tờ giấy và cây viết, bảo tôi viết đơn xin vào đoàn. Tôi nói, sao tôi biết viết được? Hồi đó tới giờ, tôi có biết gì về đoàn thanh niên đâu. Anh nói, mày cứ viết y như lời tao nói. Viết xong, hai anh Dũng và Ngon, người ở Bến Tre lính 76, ký xác nhận bảo lãnh cho tôi vào đoàn. Ngày 13 tháng 4 năm 79, tôi được mời lên họp và anh Cải bí thư đoàn đọc quyết định kết nạp đoàn cho tôi. Tôi đã vào đoàn và sinh hoạt đoàn như vậy. Lại mấy ngày sau có lệnh chiến đấu, C8 dàn trận cạnh bờ sông sẵn sàng chiến đấu. B1 tôi ngồi chờ lệnh nhưng chả thấy ai ra lệnh bắn. Một hồi lệnh tuyên truyền xuống rút quân, lại thu dọn súng ống quay về. Mấy ngày tiếp theo nữa, C lại kêu anh Cuống lên C họp. Anh về thông báo C8 cho một ít anh về Việt Nam học khóa khẩu đội trưởng ở trường sĩ quan Cao Lãnh, Đồng Tháp. Trong đó B1 có hai người là Tiến và Dũng. Lòng tôi mừng rỡ vô cùng. Mới sang ca được có mấy bữa mà được đi học thì vui biết mấy. Tối hôm đó tôi dò hỏi anh Cuống, sao anh lại đề bạt em về nước học hạ sĩ quan? Anh ấy nói, tao thấy mày cừ một mình mà dám ngủ có một mình ở bên kia sông, không sợ Pốt nó mò vào cắt đầu, vậy chắc mày không đào ngũ đâu. Tôi mỉm miệng cười, anh cứ tin tôi đi. Buổi sáng hôm sau, tôi và anh Dũng khoác hai khẩu AK cùng các đồng chí C8 lên dê bộ, gồm Hiếu liên lạc người Bến Tre, Tiến và Dũng cuối 82, bà DKZ 82, Nhơn 12-8, được cử về học khóa tập huấn đó. Anh em C8 chúng tôi đi bộ ra trung đoàn và về thị xã Pan Nam, có ghe chở chúng tôi về Việt Nam. Sáu người chúng tôi vào trường hạ sĩ quan Cao Lãnh đăng ký nhập học. Nhưng họ nói còn 4 ngày nữa mới tới ngày nhập học, tức là vào ngày mùng 2 tháng 5 năm 79 mới được vào nhập học. Anh Dũng nói, nhà mày ở gần, về nhà chơi đi, tao có tiền, cầm lấy mua vé xe về. Tôi nói đi về có mấy ngày làm biếng lắm, tôi ở đây nhập học, học xong thì về luôn. Anh em chúng tôi ra về, tính ghé vào tỉnh đội Đồng Tháp ăn vạ để qua ngày. Anh Dũng nhớ ra, có một anh bạn cũng nhập ngũ cùng đơn vị, có nhà gần đây. Sáu người chúng tôi ghé qua nhà của anh ấy, xin ngủ nhờ vài hôm. Anh Dũng nói với gia đình là bọn tôi đang đi học gần đây, còn mấy ngày nữa mới nhập học. Họ đồng ý và còn nấu cơm nước cho ăn uống thoải mái. Ngày hôm sau, anh Dũng rủ mọi người ghé nhà anh Vĩnh ở Lấp Vò, Đồng Tháp chơi. Anh em mới đi sang nhà anh Vĩnh thăm má Sáu, ở chơi tới chiều mới về. Hôm sau thì đi thăm mộ cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc. Tối thứ bảy, bọn tôi đi uống cà phê. Tôi gặp mấy thằng quen người cùng quê. Tụi nó cũng mặc áo lính đang uống cà phê tại quán này, ngồi ở bàn bên kia. Nhưng không biết sao, tụi nó nhìn thấy tôi. Tụi nó chạy tới hỏi thăm và nói rất rối rít. Tụi em tưởng các anh chết hết rồi. Không có tin tức về các anh Phượng, Dương, Đá, Nha và Tiến. Chỉ thấy anh Thật bị thương về nhà. Mà thôi, anh Thật này bị thương ở Gò Đuôi Tôm. Chúng tôi là người cùng xã, nhập ngũ cùng một lượt. Mấy anh lính mới cùng quê này bị bệnh, bị lệnh tổng động viên nhập ngũ năm 1979. Ngày 5 tháng 3 năm 79, trong tình thế cấp bách chống quân Trung Quốc xâm lược biên giới phía Bắc, Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng đã ra lệnh tổng động viên toàn quân, toàn dân kháng chiến, nhưng được may mắn ở lại làm lính công vụ cho trưởng hạ sĩ quan Cao Lãnh, Đồng Tháp. Đợt tập huấn này có một binh nhì Nguyễn Văn Tiến cộng 5 hạ sĩ lính 76 Bến Tre. Anh Hiếu liên lạc này về trường hạ sĩ quan ở Cao Lãnh học nhưng lại trốn luôn. Hình như anh ta trốn về nhà luôn, không có học khóa này. Binh nhì Nguyễn Văn Tiến
được cán bộ B và C tin tưởng cho về Việt Nam học khóa huấn luyện khẩu đội trưởng. Sau khi học xong, được cấp 10 ngày phép về thăm nhà. Hết mấy ngày phép, lại trở lại tỉnh đội Đồng Tháp, đăng ký một vé đi ca và nằm chờ ở nhà khách hết 15 ngày, mới được đi ké ghe hậu cần chở gạo sang ca. Thế là đã hết 10 ngày phép, tôi còn nán lại ở nhà thêm được mấy ngày, rồi mới mang ba lô ra bến xe Mỹ Tho, mua vé xe đò đi về Đồng Tháp. Xe chạy mà lòng cứ bâng khuâng, nghĩ ngợi lung tung. Mai này khi trở lại đơn vị chiến đấu, không biết còn có được trở về quê lần nữa hay không. Cứ suy nghĩ miên man, xe cứ chạy, tôi thì vẫn cứ nghĩ. Xe chạy được một quãng đường dài thì cũng qua phà Bắc Mỹ Thuận. Xe chạy thêm một đoạn đường nữa cũng tới được bến xe Sà Đéc. Mua vé xe về Cao Lãnh, xe chạy tới bến, tôi xuống xe, đi bộ tới ngã ba đường, bước vào doanh trại tỉnh đội Đồng Tháp. Vừa đi tới cổng, anh bộ đội gác cổng hỏi tôi, đến có chuyện chi? Tôi nói được đi về phép, bây giờ hết phép đến đăng ký một vé tàu đi nhờ sang đất ca. Anh lính gác cổng chỉ cho tôi vào nhà khách của tỉnh đội ngồi chờ và nói, một chút sẽ có người đến hỏi về đơn vị nào để cán bộ phòng hậu cần sắp xếp lịch cho ghe chở sang ca. Tôi đi vào nhà khách, bỏ ba lô con cóc lên chiếc giường trống. Nhìn quanh ở nơi đây cũng có nhiều anh em đồng chí cũng đang nằm chờ sang ca như tôi. Tới giờ cơm thì xuống nhà ăn để ăn. Tối thì cũng được phép đi ra ngoài uống cà phê bình thường như mọi người, không bị ai xét hỏi. Ở đây được vài ngày, anh em về phép trở lên tới đăng ký sang ca càng ngày càng đông hơn. Tôi được gặp lại anh em cùng học chung khóa DKZ với tôi. Sáng sớm của ngày đầu tháng 7 năm 1979, có một anh cán bộ xuống bảo chúng tôi chuẩn bị ba lô, đi theo anh ấy, đi bộ về hướng bờ sông, thấy có một chiếc ghe chở lương thực. Anh em chúng tôi xuống ghe, chọn chỗ ngồi trên mấy bao gạo. Ghe nổ, máy bắt đầu xuất bến. Ghe chạy đi đâu, tôi cũng không biết. Chỉ biết nó chạy ra hướng sông Cái Mekong và thẳng tiến hướng Phnom Penh, Campuchia. Ghe chạy tới chiều thì cũng tới nơi. Anh em lên bờ, họ đi về tới đơn vị của họ hết. Chỉ còn mình tôi bơ vơ, không biết đi đâu. Anh cán bộ hậu cần nói, đồng chí cứ đi thẳng hướng này, đến nhà khách ở nhờ. Cứ ở đó sẽ có người đến đón đồng chí về đơn vị. Tôi nghe lời cũng đến đó nằm chờ. Ở tại phòng nhà khách quân đội tại thị xã Ba Năm cũng được mấy ngày. Vào một ngày sáng sớm, tôi ngồi trước cửa hóng gió đông ở nhà khách thì thấy một đoàn cán bộ đi tới hỏi. Đồng chí có phải đang định trở về C8-D2 phải không? Tôi nói, dạ phải. Vậy vào lấy ba lô, đi theo chúng tôi. Tôi vào lấy ba lô khoác vào vai, bước đi theo phía sau đoàn cán bộ này. Lúc này có một anh cán bộ đưa tôi khẩu súng AK-47 và hỏi, đồng chí đi đâu mà nay trở lại đơn vị? Tôi nói, C8 cử 6 người về Việt Nam học khóa huấn luyện khẩu đội trưởng ở trường hạ sĩ quan Cao Lãnh Đồng Tháp. Nay em học xong và được cấp 10 ngày phép về thăm nhà. Hết phép em tự túc trở lại đơn vị. Anh cán bộ lại hỏi, thế còn 5 đồng chí kia đâu? Mà chỉ một mình đồng chí trở lên. Dạ em không biết, do em ở Tiền Giang, còn các anh kia ở Bến Tre, nên mạnh ai người đó trở lại đơn vị. Đoàn cán bộ này dẫn tôi đi ngõ tắt, của thị xã Pa Nam bằng đường bộ về huyện Pe Riêng. Đi bộ ngang qua một phum của huyện bạn. Đi tới một cánh rừng lá thấp, có một con đường mòn khoảng 2 km. Cánh rừng này C8 có truy quét Pol Pot về sau này. Do lúc này nước chưa lên cao, nên con đường mòn còn đi bộ được, dẫn về Phung Pung Cả Xây. Từ Phung Pung Cả Xây, đi thêm một đoạn đường cát khoảng 6 km, thì tới được bến đò của thị trấn Sanaipur, huyện Pe Riêng, tỉnh Prey Vien. Khi tới bến đò, tôi trả lại súng AK cho anh cán bộ, và anh cán bộ hỏi tôi, có biết đường về Phung đơn vị C8 đóng quân không? Tôi nói em không biết. Đồng chí cán bộ này chỉ đường cho tôi, và sau đó họ qua đò sang sông nhỏ đi về phum khác. Tôi đi theo hướng anh cán bộ chỉ, đi một hồi thì thấy anh em bộ đội đơn vị C8 nhà ta đang ở trên sàn nhà dài của ngôi chùa. Tôi đi vào trong B, bỏ ba lô xuống
và hỏi thăm một đồng chí mà tôi mới biết mặt. Thằng Dương nói đây là anh Bắc ở E, mới bổ sung về làm bê phó thay cho anh Cuống đi học sĩ quan. Tôi nói, à, ra vậy. Còn tôi tên Tiến, mới đi học về. Chào anh. Chúng tôi làm quen nhau và tôi xin phép anh Bắc lên C để báo cáo việc đi học. Tôi lên C gặp đại đội trưởng Vi Văn Tuôi. Tôi báo cáo là tôi đã học xong và nay trở lại đơn vị. Ông ấy nói, còn mấy thằng kia đâu? Tôi nói, các anh ấy bên Bến Tre nên không biết có lên hay không nữa. Ông Tuôi này nói, chắc tụi nó đào ngũ hết rồi. Thôi, mày về B sinh hoạt đi. Tôi đi về B sinh hoạt bình thường với anh em. Khoảng 10 ngày sau thì thấy anh Dũng và anh Nhân, Nhơn, Ba ở Bến Tre trở lại đơn vị. Còn anh Hiếu thì biến mất. Anh Nhân B2, 12 ly 8 đi tìm gặp tôi, trả lại hai trái lựu đạn ra láng mà anh ấy mượn tôi ở trường hạ sĩ quan Cao Lãnh. Đơn vị ở đây hàng ngày cũng không có gì ăn, chỉ đi kiếm rau dại mọc hoang như rau sam, rau dền. Hái đem về luộc chấm nước muối ăn cơm. Hay ra nhà dân ca xin dừa khô. Anh Lập Khùng, chuyên gia leo dừa xứ Bến Tre, đảm nhiệm việc hái trái. Anh ta là dân leo dừa mướn chuyên nghiệp. Dừa khô hái xong lột vỏ, đem về cậy ra, cắt thành cục vuông, kho với muối hột ăn cơm. Ăn cơm không có thịt cá, ăn rau luộc hoài, anh em ăn cơm nuốt không nổi. Thằng Dương mới nói, để đi vào phum xin dân gà vịt, về làm thịt. Và nó kêu tôi cùng đi. Tôi với nó khoác AK đi vào trong phum. Đi vòng vo một hồi, nó cũng vào được một nhà dân. Thằng Dương lên nhà sàn của dân ca. Nó nói gì đó với một người dân ca, rồi chỉ vào một con mèo. Anh dân ca gật đầu. Thằng Dương tay ôm con mèo bước xuống cầu thang. Tôi hỏi, mày nói cái gì mà thằng dân ca này cho mày con mèo? Thằng Dương nói, tao nói xin nó con mèo về nuôi. Tôi với thằng Dương bước nhanh về ngôi chùa, nơi đóng quân của đơn vị B1 đang ở. Về tới nơi, nó kêu anh Lập Khùng bắc nước sôi chuẩn bị làm thịt con mèo. Anh Lập Khùng cũng nhanh chân nhanh tay, nhóm lửa. Nước sôi già vừa tới, thằng Dương mới đè con mèo xuống, đưa con dao vào cổ con mèo khứa một cái. Con mèo đau quá, máu chảy lênh láng, nhảy cuốn cỡ lên, cắn một phát vào tay thằng Dương. Nên thằng Dương đành buông tay ra, con mèo rớt xuống đất, ba chân bốn cẳng nhảy xuống nhà sàn của căn nhà dài rồi chạy mất. Thế là bê chúng tôi mất đi một bữa cơm thịt mèo. Thịt mèo tới miệng mà còn bị vụt mất. Mấy ngày sau, vào lúc sáng sớm, cán bộ C kêu tập hợp lên sàn của căn nhà dài của chùa. Tôi hỏi mấy anh trong B, nay C hợp toàn đại đội, không biết có chuyện gì. Họ không nói. Một lúc sau, đại đội trưởng tôi thông báo, tối hôm qua, C bắt được một người vi phạm 9 điều quy định hái dừa trộm của dân ca. Nay C kiểm điểm và cảnh cáo làm gương cho toàn đơn vị. Người bị cảnh cáo đó là anh Bắc, B phó của B1 bọn tôi. Thật buồn, đúng là B1 của tụi tôi, xui đến tận mạng và bị đì suốt thời gian sau này. Mấy ngày sau, một cán bộ chính trị của D xuống giảng lại bài chính trị, 9 điều quy định khi sang ca. Anh em trong C ngồi chịu trận hết một ngày. Đầu tháng 8 năm 1979, đơn vị C8 ở phum này cũng chán hay sao, toàn đơn vị lại được lệnh di chuyển sang phum khác. Phum này phải sang đò, đi bộ về hướng phum Bong Đơ, cạnh bờ sông nhỏ đi về Nông Pênh. Nhưng đi giữa chừng thì có cái mái nhà nghỉ mát, có một con lộ đất cát dẫn vào trong phum này. Lâu quá tôi không nhớ tên, chỉ nhớ phum này nằm ở giữa phum Díp và Bong Đơ. Nếu đi tiếp ra khỏi phum này thì có một cánh rừng lá thấp. Sau này C8 hành quân truy quét vào cánh rừng này, vào lúc hừng đông cùng với đơn vị quân đội ca. B1 lúc này đã trả lại súng cối 82, anh em được phát súng bộ binh, hành quân gọn nhẹ hơn ngày xưa. Vào tới phum thì chọn nhà nào trống vắng không có ai ở thì đóng quân vào chỗ đó. B1 chọn nhà ở gần cuối phum, dân chưa có về nhà và gần cái giếng nước. Cán bộ thì ở ngay cạnh ngôi chùa. Phum ở đây dân ca đã về sinh sống, sinh hoạt bình thường,
Nhưng họ còn sợ hay sao? Chưa dám đi ra ngoài nhiều. Sáng hôm sau, tôi nhìn thấy ở xa, cánh đồng trống, có hai người khom khom làm gì. Bọn tôi mới mang súng AK ra hỏi thăm, thì thấy họ đang giăng bẫy bắt chim cu. Họ làm mồi nhử bằng 2-3 con chim cu. Họ buộc chân nó lại, rắc lúa xung quanh, giăng lưới để đập bẫy đàn chim cu. Họ búng tay cho con chim cu gáy và nháy thêm giọng chim cu. Một bầy cu xà xuống. Thế là họ giật được lưới đè bẹp con chim vừa mới đáp xuống, rồi dùng tay bắt con chim bỏ vào lồng. Họ cứ làm như vậy, bắt được rất nhiều chim. Chúng tôi thấy họ bắt chim cu nhiều quá, rồi quay lại xin. Họ cho được mấy con về làm thịt ăn cơm. Chiều mát thì mượn dân cần câu cá, đi lại mấy cái ao có nhiều nước để câu ếch. Dù sao ở đây còn có thịt mà ăn, hơn là ở cái vùng trước kia không có gì để ăn cả. Một hôm, đơn vị C8 tập hợp quân số triển khai nhiệm vụ truy quét ở cánh rừng lá thấp và cuối phung. Anh em toàn đơn vị B1 về chuẩn bị cơm nắm mang theo. Toàn C đi theo con đường mòn vào cánh rừng lá thấp này từ sáng sớm. Anh em đi luồn vào bên trong, thấy có một con đường mòn, có những nơi nhóm lửa đã tàn từ rất lâu. Anh em đi quần thảo tới lui, cho tới chiều không thấy thằng Pốt nào. Đơn vị rút về chỗ cũ. Mấy ngày sau, vào một tối, anh em nghe tiếng cười nói, nhạc ò e ở cuối phung nổi lên. Rồi rủ nhau cùng đi xem thế nào. Đến cuối phung thấy dân ca, họ đốt đèn dầu rất nhiều. Dầu được họ lấy như sau. Họ khoét một cái lỗ trên cây dầu lớn, cho dầu chảy ra, lấy nước dầu bỏ vào cái chén có dây tiêm để đốt. Thắp sáng xung quanh, một khoảng sân trống rất rộng. Trai gái trong vùng ăn mặc đẹp, đứng quây vòng tròn, nhún nhảy theo điệu nhạc múa lâm thôn. Hết bài này đến bài khác. Thằng Dương và mấy anh trong B thấy họ múa, cũng ngứa tay, ngứa chân, cũng nhảy vào múa luôn. Tính tình tôi rất e ngại, nên gần 4 năm ở Campuchia, cũng đi xem rất nhiều đám múa lâm thôn, nhưng chưa bao giờ vào nhảy múa. Một đêm múa lâm thôn cùng trai gái dân Khmer thật là vui. Đơn vị C8 đóng quân ở phung này rất bình yên, dân chúng an lành, không thấy có chuyện gì xảy ra với dân và cả bộ đội nhà ta. Tháng 9 năm 1979, đơn vị C8 lại di chuyển chỗ ở. Đơn vị đi bộ ra phung Bong Đơ. Phung này nằm dọc theo con sông nhỏ, chảy ra sông cái lớn Mê Công. Phung Bong Đơ này là con đường huyết mạch vận chuyển lương thực, hàng hóa của huyện Perang, theo con đường sông qua tỉnh Kanda. Ra sông Mê Công bốn mặt về thủ đô Phnom Penh. Dân ca lập ra một cái chợ tại bến đò của phung này để tiện việc vận chuyển hàng hóa đi về Phnom Penh, nên việc làm ăn buôn bán của dân ca tại đây rất phát đạt. Họ buôn đủ thứ, vải, quần áo, xà rông, cá khô và gạo, đặc biệt là hạt sen khô. Họ mua tích trữ rất nhiều hạt sen ở trong dân, đóng gói vào bao tải, dùng ghe chở khách cùng những bao hạt sen này về chợ mới Phnom Penh, trao đổi hàng hóa, rồi lại trở lại, về lại chợ Bong Đơ. Phung này chạy dọc theo bờ sông, nên hàng ngày ghe, thuyền qua lại rất nhiều, không kể ngày đêm. Khi C8 ra tới đây, C bộ thì đóng quân tại phung chùa, ngay cạnh chợ và bến đò này. Còn trung đội 1 của tôi, đóng quân cách C bộ khoảng 200 mét, về hướng trái dọc theo con đường nhỏ, chạy ra sông cái Mê Công. B1 chúng tôi xen vào trong nhà dân. Tiểu đội của tôi chọn một căn nhà lớn ở phía trong hẻm. Nhà này có cặp vợ chồng già, anh trai lớn khoảng 25 tuổi, cô con gái khoảng 22 tuổi, có một đứa con trai khoảng 4 tuổi và một người con trai khoảng 18 tuổi. Chúng tôi nghĩ hai người con trai trong gia đình này là lính Pol Pot, nhưng do đã trình diện và khai báo với chính quyền, bây giờ họ cũng chỉ là dân thường. Nhưng anh em, đồng đội chúng tôi vẫn lo sợ, nhỡ có chuyện gì xảy ra, thì cũng toi xương mạng chết cả chùm. Thế là chúng tôi đi đâu cũng kè kè với khẩu súng AK mang theo mình. Dù chiều ra bờ sông tắm cũng phải mang súng theo. Sát bên nhà, sàn gỗ này, có căn nhà nhỏ, nền đất, vách lá. Có một minh thím lớn tuổi, có 4 người con. Một con gái khoảng 16 tuổi rất đẹp, dáng người thon thả, rất trắng.
Người con gái này, anh Dũng A trưởng, hay sang nói chuyện làm quen. Một người con gái thứ hai, nhỏ tuổi hơn, khoảng 12 tuổi. Em gái này hàng ngày bưng rổ bánh bò, bánh tròn như cái chung nhỏ, đủ các màu sắc đi bán ở quanh Phum. Sáng sớm thường bưng đi bán, đến chiều muộn mới về. Một em trai khoảng 8 tuổi, cũng bưng bánh đi bán cùng hai chị. Một em trai nhỏ nữa, khoảng 2-3 tuổi, ở nhà. Nói chung, ba người con của Thím này hàng ngày đi bán bánh bò, đến chiều muộn mới về. Thím mình thì ở nhà chăm sóc em bé trai nhỏ và ngâm gạo sẵn. Tối đi đến nhà hàng xóm mượn cối đá để xay bột và trộn với men. Sáng ra thì nổi lửa lên hấp bánh bò để sáng cho ba đứa con đi bán. Anh em trong B tối ưa lại phụ giúp Thím Khmer xay bột làm bánh. Cối đá được nối với tay cầm bằng cây dài. Người ta chỉ việc đứng từ xa và đẩy. Một người ngồi gần cối bỏ gạo và nước vào. Hai người vận hành, khoảng một tiếng là xong một đợt gạo làm bánh bò cho sáng hôm sau. Anh em bọn tôi thì thay phiên nhau đẩy cối xay bột giúp. Ai mệt thì thay ra đi tắm trước. Hầu như đêm nào, anh em chúng tôi cũng tranh thủ phụ giúp xay bột cho Thím Khmer này. Có bữa xay lúa bằng cối xay, được đắp bằng đất và tre. Xong đổ ra sàng và bỏ vào cối lấy chày giã gạo cho ra cám. Xong lại phải bỏ ra sàng phân loại cám ra khỏi gạo, giống như cách xay lúa, giã gạo thủ công của dân miền Nam Việt Nam ta. Chủ nhà nơi đây có một người em rể rất đẹp trai, đầu hói, giống như người học cao hiểu rộng, trí thức của dân ca. Chắc trước kia là người có chức vụ trong chính quyền ca. Ngày xưa, anh em chúng tôi bắt chuyện với người này và xin được chỉ dạy chúng tôi học lỏm vài tiếng ca để giao tiếp hàng ngày. Anh trai này cũng nhiệt tình chỉ cho chúng tôi vốn liếng tiếng ca. Chúng tôi đưa cho anh ta xem cuốn dịch thuật Việt Nam Campuchia cho anh ta. Rồi anh ta xem và nói, đây là tiếng Pháp. Chúng tôi nói, đây là tiếng Việt. Anh ta gật đầu lia lịa và nói, tôi đọc được, chỉ đọc xuông không có dấu. Anh ta đọc và dịch sang tiếng ca, dạy thêm cho chúng tôi thêm những từ ngữ ở trong sách. Mấy ngày sau, chúng tôi đi dọc theo bờ sông kiểm tra tình hình an ninh, xem cách dân ca sinh sống và hỏi thăm dân coi Pol Pot có về không. Sẵn tiện đó thì xin dừa khô về cho Thím Khmer làm bánh bò luôn. Anh Thuận quản lý C8 xuống B1 phụ trách B trưởng cùng anh Bắc B phó. Đơn vị ở nơi đây rất yên bình, nên sáng sớm bữa nào cũng có tiếng kẻng báo thức bộ đội nhà ta tập thể dục và học thêm 24 thế võ quân sự. Ở đây tôi được giao trực ban thay phiên cho các đồng chí khác, lên chức vụ mới được trực ban. Sáng thì đi nắm tình hình các B, coi có ai ốm đau bệnh hoạn, đi công tác đào ngũ. Chiều báo cáo với chính trị viên hiện và chuyển giao trực ban cho đồng chí mới. Có một bữa, toàn đơn vị C8 báo động hành quân. Tất cả anh em mang theo súng, quân tư trang, tập hợp trước sân chùa, được lệnh dàn hàng ngang cùng trải chiếu ra, đem tất cả đồ cá nhân ra để trước mặt. Các cán bộ đại đội đi tới đi lui để quan sát, tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Mấy ông xem một hồi, kiểm tra không có cái gì hay sao. Kêu anh em bỏ quần áo trở lại, vào ba lô và đi về chỗ ở đóng quân. Anh em vừa đi về, vừa bàn tán xôn xao. Họ kiểm tra, cái gì cũng không biết. Lúc này ở trên hết gạo hay sao? Anh em đi lên xe lĩnh gạo về nấu cơm ăn, toàn là hạt bo bo. Hạt nó cứng, nhai ăn cơm mà muốn trẹo cả quai hàm. Rồi anh em bàn với nhau, hạt bo bo này phải ngâm với nước. Khi nấu ăn, dùng hai bàn tay chà sát mạnh cho hạt bo bo bung vỏ lụa ra thì mới nấu ăn được. Nhưng thực hiện cách làm này, để nấu cơm ăn thì nó vẫn còn cứng. Nhưng dù sao cũng mềm, vẫn ăn được. Còn hơn là không ngâm bo bo vào với nước. Hơn 15 ngày sau, B1 được lệnh về thị trấn Sanaipur, nơi dê bộ đóng quân, tài gạo và thực hành bắn cối 82 do mấy anh cán bộ E vào kiểm tra. Anh em vào kho quân khí của D lấy ra khẩu cối 82,
vác ra bãi đất rộng, tiến hành giáp cối và chờ chỉ thị của cán bộ E. Anh cán bộ E ra tọa độ và thực hành bắn cho anh cán bộ này xem. Tôi thì giả bộ gắn liều thả quả cối vào nòng, tạo ra tiếng nổ. Anh cán bộ E này ra chỉ thị. Máy ngắm quang hỏng, địch tiến tới gần, đạn bắn cấp tập. Anh Bắc chỉ thị quay nòng súng lên 3 vòng, thả đạn pháo. Tôi làm động tác thả đạn 10 quả và tạo tiếng nổ. Anh cán bộ E đáp, ok, ngon lành. Rồi thu gọn súng. Chúng tôi tháo cối, vác trở vào kho trả lại súng và cùng nhau lấy ba lô đến kho gạo cần ký. Đổ vào ba lô, khoác lên vai hành quân trở lại vùng Bồng Đơ. Và một hôm, đơn vị báo động tập hợp hết anh em tại sân chùa do có một đoàn cán bộ E xuống làm giấy chứng minh thư cho tất cả anh em trong đơn vị. Ở tại vùng này, nước cũng bắt đầu lên. Người dân đi đánh bắt cá rất nhiều, đem về phơi khô, làm mắm bò hóc hoặc hong khói để dành. Bọn tôi thì kiếm chỗ nào dân làm đang bắt cá thì đến chỗ đó xin cá về ăn. Hàng ngày chúng tôi lại ăn cơm trắng với cá kho muối, thấy rất ngon miệng. Còn hơn mấy ngày trước ăn toàn bò bo với rau luộc chấm muối. Rồi khoảng 3 ngày sau, anh em B1 lại di chuyển chỗ ở lại gần xe bộ hơn. Nơi này có hai nhà dân gần nhau không ai về. Đơn vị B1 dọn về đó và đào công sự phía trước và ở phía sau vừa xong. Trời thì sập tối. Bỗng nhiên, có tiếng súng AK ở mé bên kia sông vang lên. Anh em chụp vội khẩu AK, nhảy vội xuống công sự, sẵn sàng chiến đấu. Nó chạy kìa! Nó nhảy xuống sông rồi! Chúng tôi nghe tiếng Việt Nam ở bên kia sông, mới đoán là đơn vị bạn đang rượt đuổi ai đó. Mới cất tiếng hỏi, có chuyện gì với các anh? Chúng tôi đang bắt Pol Pot, đang dẫn giải về, thì thằng này nó nhảy xuống sông. Các anh ở bên đó có thấy nó bơi qua đấy không? Chúng tôi trả lời là không thấy. Thế thì yên, không có chuyện gì nữa. Lại cũng vài ngày sau, vào một đêm trời tối, con đường ở phía sau nhà có tiếng ai đó nói chuyện thì thào. Anh em chúng tôi chúp súng, bố trí đội hình vận động tiến ra, hỏi bằng tiếng ca, Mina. Tiếng trai gái ca trả lời, tụi tôi đi ngõ tắt để qua phum bên kia Múa Lâm Thôn. Cái phum mà C8 đóng quân ở những ngày trước. Chúng tôi nói, vậy à, thôi đi đi. Anh em trở vào, đánh một giấc cho tới sáng. Đêm hôm sau, lại nghe tiếng hát ò e vang lên. Kỳ này tiếng ò e lại rất gần. Chúng tôi lại ra phía đường xem, thì thấy trai gái Khmer ăn mặc xinh đẹp, đi về hướng chùa của xe bộ. Bọn tôi nghĩ, chắc bữa nay họ múa ở sân chùa xe bộ. Tụi bay mau mặc áo quần bảnh bao đi xem Múa Lâm Thôn. Rồi chúng tôi ăn mặc chỉnh tề kéo hết đến sân chùa. Đúng là họ đang múa thật. Trai gái Khmer quây vòng tròn, xòe tay múa, chân theo điệu nhạc sập sình, vui quá. Do bộ đội nhà ta đứng vây quanh bên ngoài để xem trai gái họ múa. Mấy em gái Khmer thấy vậy, họ đi ra, kéo tay thằng Dương, thằng Thu và Lập Khùng vào múa chung luôn. Thêm mấy anh em bê khác cũng vào múa. Trai gái Khmer và bộ đội múa rất đông. Từ ngày sang ca, tôi chưa thấy cảnh múa nào mà bộ đội và dân ca lại múa như thế cả. Sáng hôm sau, thấy dân ca dậy từ sáng sớm, lo cơm nước, bò và cà men cơm, mặc quần áo đẹp, đi về hướng chùa xê bộ. Chúng tôi cũng mò lên chùa nơi xê bộ đóng quân xem sao. Nhà sàn của chùa hôm nay nhộn nhịp hẳn lên, sư sãi nhà chùa ăn mặc đẹp, ngồi xếp hàng trên nhà sàn. Trước mặt họ là một hàng cà men cơm, dân thì quỳ lại nghe các sư khải tụng kinh. Tụng kinh một thời gian thì dân lại vào lấy muỗng, xúc cho mỗi sư sãi một muỗng cơm, một muỗng canh. Sau khi múc cơm canh cho tất cả các sư sãi xong, thức ăn còn lại bao nhiêu thì đem trở về nhà. Dân ở phum này, họ đem lại cho bộ đội tôi rất nhiều bánh tét, chuối. Chúng tôi hỏi họ, hôm nay là ngày gì mà nhộn nhịp hẳn hơn mấy ngày thường? Họ nói, nay là ngày lễ rước nước. Tối họ làm những chiếc đèn lồng đốt đèn dầu ra bờ sông, rồi niệm những câu cầu chúc
và thả những chiếc đèn dầu này theo dòng nước trôi đi. Những chiếc đèn lồng thắp bằng dầu được thả trôi sông theo dòng nước, sáng rực cả một khúc sông. Đơn vị C8 đóng quân ở Phung Bong Đơ này hơi lâu, lâu hơn những chỗ khác. Phung này dân chúng sinh sống và buôn bán rất sung túc, hơn hẳn các phung khác. Anh em bộ đội C8 nhà ta được làm quen với rất nhiều gia đình nhà dân Khmer. Mình bán bánh bò, gia đình có hai người anh trai đi buôn bốt. Gia đình mình buôn bán ở chợ. Sau này anh Ê phái viên ở ké tại đây. Gia đình hai chị em, chị Ba và chị Út biết và nói cả tiếng Việt. Cũng ở phung này, anh em bộ đội B1 C8 lần đầu tiên thưởng thức món đặc sản mắm bò hóc, gia vị đặc trưng ẩm thực của dân ca. Vào khoảng giữa tháng 11 năm 79, đơn vị C8 lại chuyển quân về Phung Díp. Phung này cách bến đò của thị trấn Sanaipur khoảng 1 km, nằm trên con đường cát về hướng Phung Bong Đơ và ở rất gần dây bộ. Phung này, các đơn vị bộ đội D2 đã đánh pốt vào tháng 5 năm 79. Lúc này Tiến đã về Việt Nam học khóa khẩu đội trưởng DKZ. Đơn vị B1 lúc này được trang bị súng bộ binh, nên được phân công chốt bên ngoài đường cái. Đó là một dãy trường học xây tường gạch rất chắc chắn, đã bị bỏ hoang. Học sinh chưa được phép đi học trở lại. Còn C bộ và B2, B3 thì đóng quân ở bên trong ngôi chùa phía sau trường học này. Ở đây có rất nhiều cây thốt nốt, cứ đêm xuống là y như rằng lập khùng leo lên lấy nước thốt nốt trộm của người dân ca để uống. Nước thốt nốt uống dư thừa thì chứa đựng trong các bình tông. Sáng ra bình tông nó phù lên to tròn luôn. Uống nước hơi chua chua lại say như uống bia hơi. Khi tới Phung Díp, quân số B1 có thay đổi. Anh Thuật B trưởng được điều đi nơi khác. Đinh Văn Thu điều lên làm quản lý C, Dương lên làm liên lạc C. Nên quân số B1 chỉ còn Bắc, Ngon, Phương, Dũng, Lập và Tiến. Trung đội chỉ còn lại 6 người. Ở nơi đây, đơn vị vẫn duy trì sinh hoạt trực ban, tập thể dục buổi sáng. Ban đêm thì có lúc hội họp và sinh hoạt văn nghệ tập thể. Quân lính B1 ở đây rất nhàn hạ, khỏe re, không biết làm gì để giết thời gian cho hết ngày. Nhưng có một hôm, vào một buổi sáng sớm, thằng Dương liên lạc hớt hải chạy ra, kiếm anh Bắc vào C họp khẩn cấp. Anh Bắc họp xong về bảo, tất cả trang bị vũ khí, đạn dược đầy đủ. Lập khung ở nhà, tất cả còn lại theo tao. Anh Bắc vọt ra lộ, chúng tôi lục đục chạy theo sau. Tụi tôi hỏi có chuyện gì vậy, anh Bắc nói. Thằng Khoai, tài vụ và thằng Hùng quân lực đi ra trung đoàn báo cáo và nhận lương, bị Popov phục kích. Thằng Hùng quân lực chạy thoát về được, còn thằng Khoai chết tại chỗ. Bây giờ tụi mình và tụi trinh sát thông tin D cùng mấy ông cán bộ D ra lấy xác thằng Khoai về. Tụi tôi hỏi, anh Khoai đang nằm ở đâu? Anh Bắc nói, đang nằm ở tại nhà nghỉ mát ở dọc đường, có cái giếng to đó. Bọn tôi đồng thanh nói, biết nơi đó rồi. Chúng tôi qua đò và vào dây bộ, tập hợp lại tất cả các anh em, khoảng 15 người xuất phát. Khi đến nơi chỉ thấy xác thằng Khoai đang nằm, thân thể bị bắn rất nhiều vết đạn, máu chảy ra đã khô. Tụi Pom Pot đã đi đầu mất, chắc đi cũng khá lâu. Các anh cán bộ khiêng xác Khoai lại gần giếng nước rửa thân thể sạch sẽ, mặc quần áo mới. Chúng tôi đứng dàn hàng ngang, dành một phút mặc niệm cho anh ấy. Bốn người khiêng đi về hướng Phung Prey Pernu của đơn vị C7, đang chốt giữ ở phung này. Nếu đi trên lộ theo con đường cong hình chữ C thì khá xa, nên các anh trinh sát dẫn đi đường thẳng. Nhưng phải lội qua con kênh nước cạn. Ai cao thì đổi khiêng băng ca. Tôi cao nên thay vào khiêng tới đơn vị C7 đang đóng quân thì bàn giao lại cho các anh em ở đó khiêng tiếp về trung đoàn. Còn anh em chúng tôi thì đi bộ trở về đơn vị C8 ở Phung Díp. Thế đấy, mới thấy đó, chết đó, sống chết cũng có số. Đơn vị C8 đóng quân ở đây cũng chỉ được ít ngày thì đồng chí Cẩn 12 ly 8
đi ra kêu tất cả anh em B1 ăn mặc chỉnh tề vào xe bộ chụp hình lưu niệm. Ngoài ra, anh em B1 gặp lại tím Khmer bán bánh bò ở Phung Bon Đơ. Tím Khmer này đi bán bánh bò, có ghé vào thăm anh em. C8 chỉ ở Phung này khoảng nửa tháng thì được lệnh di chuyển quân đi về Phung Prey Sơ Chúc. Đầu tháng 12 năm 1979, toàn bộ đơn vị C8 được lệnh chuyển quân về Phung Prey Sơ Chúc. Phung này ở phía trên dê bộ một chút, đường đi về hướng trung đoàn, qua khu vườn xoài tới ngã tư, rẽ trái vào khoảng 100 mét. C8 đóng quân chỉ cách dê bộ khoảng đất vườn xoài này, độ khoảng 400 mét. Xe bộ lại dọn chỗ đóng quân ở ngôi chùa đầu Phung, còn B1 của tôi thì án ngữ ở bên ngoài đầu đường, bên phải mới đi vào Phung. Phung này dân chúng đã về đông đủ, rất vui. Họ đã đi lấy nước thốt nốt để nấu thành đường bỏ vào lu. Nhìn vào lu thấy toàn là đường thốt nốt. Sau khi sắp xếp chỗ đóng quân, đào công sự để sẵn sàng chiến đấu xong, chúng tôi đi xung quanh tham quan Phung này và nói chuyện làm quen với các chủ nhà. Chiều ra bờ ao của chùa tắm giặt, thấy cạnh bờ ao này có một khoảng đất trống, nên đề nghị với C cho quản lý thu báo về dê nhờ quân nhu mua hạt rau cải và rau muống để về trồng. Sau này thì chúng tôi trồng rất nhiều rau muống, cải bẹ ở chỗ đất trống ở bờ ao này. Chiều tối đi vào Phung, kiếm nhà nào nuôi nhiều gà, thì xin gà con còn nhỏ đem về nuôi. Anh em B1 xin được rất nhiều gà con, và anh em tụi tôi xin dân ca chỉ may đồ buộc vào chân con gà làm dấu, cùng thả gà chung, gà của chủ nhà. Làm một sân đánh bóng chuyền, chiều chiều hàng ngày ra đây tập dượt, chia thành hai phe cùng nhau đánh rất sum tụ và vui. Sau này đội bóng chuyền cũng thường đi lên dê bộ hoặc ra huyện đội bạn đấu giao hữu. Lúc này tôi được phân công mang theo trung liên RBD, cộng 5 nồi đạn, nồi 100 viên, thằng Phương thì B41 6 quả. Khi hành quân, nó thường phải mang ba lô trước ngực, phía sau thì mang 5 trái đạn B41. Anh Dũng A trưởng thì mang M79 và bao xe đạn, Lập Khùng mang AK. Truy quét đợt 1, quân C8 ở nơi này mới được ổn định vài ngày, thì vào một buổi chiều tối, B1 được lệnh mang tất cả súng đạn đã được trang bị, tập trung quân toàn C tại sân chùa, tổ chức hành quân giao huyện đội ca, kết hợp cùng hai đơn vị đi truy quét Pol Pot. Anh em đơn vị C8 và bộ đội ca lầm lũi đi trong đêm tối, theo con đường cát về cái nhà nghỉ mát dọc đường, nơi anh Khoai Tài Vụ bị bắn. Đơn vị hành quân của C8 chúng tôi không đi theo ngõ lộ cát đó, mà chỉ đi qua con sông có cây cầu gãy, là rẽ băng xuống cánh đồng, tiến thẳng, tiếp cận Phung Cầm Chôm, có Pol Pot. Ở trên truyền lệnh xuống, tất cả anh em trong đơn vị im lặng khi hành quân. Đi tới khoảng giữa đêm thì đơn vị tới nơi, bao vây ở bên ngoài Phung Cầm Chôm, và mỗi B được bổ sung thêm 2 lính ca mang súng R15 và 10 viên đạn. Do anh em lính trong B1 ít, anh em ngồi rất cách xa nhau. Đêm tối đen kịt chẳng thấy ai, chỉ nghe thấy tiếng muỗi bay vò về. Rồi anh em thức trắng cả đêm canh cho tới sáng. Trời vừa hừng sáng, anh em được lệnh tiến vào Phung Cần Trôm. Đi theo hàng, tiến vận động chiến đấu đi tới. Mấy anh lính ca có bổn phận gõ cửa từng nhà, hễ nhà nào có đàn ông thì lôi ra hết. Anh em bộ đội Việt Nam đứng ở bên ngoài thủ súng đã lên đạn chờ sẵn, mở khóa an toàn, chuẩn bị có chuyện là bóc vỏ ngay. Tụi lính ca này làm việc cũng hăng và rất đắc lực, lùa một hồi cũng được khoảng 30 tên đàn ông. Có một số đàn bà ca chạy theo kêu la ầm ĩ. Lính ca cũng thả mấy anh dân ca trở lại rất nhiều người, chắc là chồng của mấy người đàn bà này. Những thằng đàn ông ca nào mà không phải ở trong Phung Cầm Chôm và không có phụ nữ ca chạy ra đòi chồng thì bị bắt trói dẫn về huyện đội ca. B1 của tôi quần thảo một hồi thì cũng mệt, mới lên căn nhà sàn ngồi nghỉ, xin nước của dân ca uống. Tôi vừa mới uống được một ngụm nước thì nghe tiếng ai đó la lên: Nó, chạy đi, bắt lấy, nó chạy ra hướng bờ kênh, bắt nó. Toàn bộ lính B của tôi chụp vội vũ khí chạy thẳng ra bờ kênh, thấy thằng Pol Pot nó đang lội qua kênh nước, leo lên bờ chạy. Ai đó bắn, băng, băng.
Anh nhân B2 nói, để tao. Rồi vác khẩu B41 lên vai, nã cho một phát. Thấy khói bao phủ thằng B41. Khói tan, thấy thằng B41 ngồi dậy chạy tiếp. Ai đó lại bắn tăng, tăng. Nó lại chạy mất tiêu. Toàn đơn vị trở về, củng cố họp kiểm điểm, khắc phục những điểm yếu. Sau đó thì sinh hoạt bình thường. Lúc này quân số B1 được tăng cường thêm. Anh Trâm B phó ở bên B3 DKZ sang làm B trưởng. Út Mắt Lươn, người Bến Tre, của 12 ly 8 được bổ sung sang. Thu quản lý và anh Ba DKZ và Vân nhỏ té thốt nốt ngã gãy chân. Đi viện không thấy về nữa. Cẩn lính 78 của B2, 12 ly 8 lên làm quản lý thay cho Thu. Khoảng 15 ngày sau khi B1 nhận được lệnh, tối mang vũ khí lên dê bộ làm nhiệm vụ. Anh em của C8 lên dê nghe cán bộ quán triệt tình hình nhiệm vụ, âm thầm bảo vệ bí mật cùng với quân bạn ca, dẫn tù binh bị trói và xỏ sâu hàng dài. Đi ra phía sau lưng khu vườn của dê bộ, có rất nhiều cây dầu to, bộ đội ca đã đào lỗ sẵn. Đang dẫn tù binh đi, thì nghe thấy tiếng, nó chạy kia. Tôi chỉ thấy một bóng đen chạy lướt qua, rồi biến mất. Bộ đội ca đếm lại tù binh, thì bị chạy mất hai tên đi sau cùng. Lính B1 bọn tôi âm thầm lặng lẽ trở về đơn vị, rửa tay chân, đánh một giấc cho tới sáng. Thôi kệ, tới đâu hay tới đó, biết làm sao bây giờ. Mấy ngày sau xe bộ kêu, anh em đi kiếm củi, về cho anh nuôi Mai Văn Tiến nấu cơm. Tôi mới nhớ ra là ở phía sau phum có mảnh đất rất nhiều cây dầu. Mới kêu anh em mượn búa và cưa cá mập của chủ nhà, ra đó hạ một cây dầu to, đem về chẻ ra thành củi. Giao nộp cho anh nuôi là xong. Nói là làm, bê tôi ra ngay khu đất đó, nhưng ở xa xa, chỗ đó một chút, hạ hai cây cao gần 10 mét xuống, cắt ra từng khúc khoảng 2 mét, nhờ xe bò của chủ nhà trở về. Chúng tôi cưa thành đoạn 2 mét, ra thành một khúc nhỏ, dùng búa chẻ ra thành củi, nhắm đủ số giao cho xe bộ. Còn những khúc cây dư lại, bao nhiêu, cho gia đình ông chủ, làm củi để nấu nước tốt nốt làm đường. Truy quét lần hai. Một ngày thấy anh em chạy rầm rầm về dê bộ, tôi cũng chạy theo. Khi đến được dê bộ, nhìn thấy hai người nằm chết, người ta bu lại xem rất nhiều. Tôi nghe được trinh sát D2 xuống phung pung cả xây, truy quét gặp Pol Pot, bị tụi nó đông rồi vây đánh. Quang trinh sát hy sinh, khiên đội bạn ca chết. Anh Hiến trợ lý tác chiến bị thương ở cánh tay. Một số anh em chém về, ngâm mình dưới nước. Sau này giải vây được, mới lấy hai xác đem về. Anh em chúng tôi nghe sao thì biết vậy, cùng nhau rồi đi về. Đơn vị C8 nhận được lệnh xuống phum Pung Cà Xây truy quét Pol Pot. Phum này có một cánh rừng lá thấp, và có con đường mòn dẫn sang phum của huyện kế bên, để đi về thị xã Panam. Lúc này nước lụt mới vừa rút gần hết, xung quanh phum vẫn còn nước. Sau này, mấy ghe ve chai lông vịt của Việt Nam ưa ghé đậu vào phum này để trao đổi muối hột với dân ca. Phum này có hình chữ L, đường cái thì vắng lặng không thấy ai đi, nhà dân ca không dám ra mở cửa. Vắng lặng như tờ, nếu có Pol Pot, nó núp ở trong nhà bắn ra thì toi mạng quân C8 hết. Bỗng đầu một tiếng súng vang lên, lại ngủ một anh bạn ca tên là Trơ Rắc. Diệt được một tên Pol Pot. Đơn vị C8 vận động chiến đấu, đuổi bọn Pol Pot vào cánh rừng lá thấp. B1 chúng tôi vận động ở cánh trái và sẵn sàng bắn ngay lập tức. Đi tới một con đường mòn, thấy cánh đồng lúa xung quanh khu rừng. Thấy xa xa là một phum của huyện bạn, còn B2, B3, C bộ vẫn còn trong cánh rừng lá thấp kia. Bỗng tôi nghe tiếng anh Nhơn B2 la lên. Đừng ai đi tới nhá! Tao chọi lựu đạn. Tiếng người nói lao sao, có địch, nó chạy kia. Ùng, quang. Tôi ở bên này cũng thủ sẵn khẩu RBD và mở sẵn khóa. Nó mà chạy ra, tôi lia một lót đạn cho mà coi. Nhưng chả thấy con ma Pol Pot nào chạy ra cả. Một thời gian sau, nghe tiếng rút quân. Đơn vị C8 rút quân về, chúng tôi đi ngang qua thị trấn huyện. Người dân ca lại coi đông nghịt. Xem người anh em ca chết, còn anh em chúng tôi về nhà tắm giặt, nói chuyện huyên thuyên bất tận. Sáng sau nghe nói dân ca của thị trấn
bàn tán xôn xao rằng dân ở Phum Phung Cà Xây ra thăm ruộng thấy thêm một tên Pol Pot nằm chết, trên mình vết thương đầy. Có thể là thằng Pol Pot này bị thương nặng rồi lết ra ruộng trốn. Truy quét lần thứ ba, không hiểu tại sao tôi lại lên cơn sốt, thân hình nó nóng hừng hực, chắc bị tái phát của cơn sốt rét hồi còn ở con sông Sở Thượng ngày trước. Nằm mê man, hơi cảm thấy buồn ngủ lạng kỳ, chẳng biết ăn uống gì cả. Út Hí lại hỏi tôi, có đi truy quét nổi không? Tôi nói, không đi nổi, các anh cứ đi đi. Anh em đơn vị B của tôi hành quân đi truy quét đợt này, còn một mình tôi nằm trụ lại, chịu trận. Mấy ngày sau anh em trong B về, họ cũng nói chuyện xôn xao, cách hành quân truy quét và rượt đuổi Pol Pot. Nghe nói đợt truy quét này, Út Hí rượt thằng Pol Pot, chạy trốn vào một lùm cây. Anh ta chĩa M79 vào mình của nó, bắt nó đầu hàng với sự trợ giúp của anh em. Kế tiếp mấy ngày sau, đơn vị C8 có biến. Thấy thây ma chết, run đánh bỏ cạp và hành quân truy quét vất vả hay sao? B1 có Lập Khùng và Út Mắt Lươn. B2 thì có 8. Ba anh này là lính 76, dân Bến Tre bỏ ngũ trốn. Mang theo súng, nghe nói đầu quân cho tiểu đoàn của lính Bến Tre đang chốt giữ ở tỉnh Kanda, Campuchia. Ngày tôi được phân công trực ban, được lệnh của C báo động chiến đấu, tất cả anh em mang đầy đủ súng đạn xuất phát lên đường tới Phum Suphachan. Đơn vị chúng tôi đi đường phía sau của Phum Svay Sachuk, sang đến Phum Xoay Oai, thẳng con đường cát đi tới Phum Suphachan khoảng 15 cây số. Tôi mang khẩu RBK với mấy hộp đạn, nó nặng ơi là nặng, mang không nổi. Tôi đành bỏ mấy hộp đạn này trong ba lô rồi mang khoác lên vai. Vậy mà cũng lê bước đi theo đoàn quân. Tới 6 giờ sáng, cũng tới được bến đò Suphachan, thấy ông lái đò trèo sang và đưa đoàn quân C8 sang sông. Tôi nghĩ thằng cha lái đò này còn tỉnh bơ, trèo đò sang rước bộ đội sang, thì chắc vùng này không có Pol Pot đâu. Y như suy nghĩ của tôi, anh em chúng tôi vào và đi quanh Phum, thấy dân chúng sinh hoạt bình thường, mấy đứa con nít nô đùa ở trước sân, đơn vị nghỉ xả hơi và chuẩn bị gạo nấu cơm ăn. Vào đầu giờ chiều thì đơn vị được lệnh rút quân về nơi chốn cũ của Phum Svay Sachuk. Thời gian này đơn vị C8 chuẩn bị huấn luyện và học tập sử dụng DKZ-82. Tôi được chỉ định dạy lại cho anh em, do tôi vào tháng 4 năm 79 có khóa đi học khẩu đội DKZ ở trường Hạ Sĩ Quan Cao Lãnh, Đồng Tháp. Rồi thì học hát, học mấy bài hát trong quân đội do Lê Phước Duyệt B2 dạy, học mấy bài tập thể dục do anh Nhăn B2 dạy, đá bóng và đánh bóng chuyền giao hữu với mấy anh dê bộ và đơn vị bạn ca. Khoảng chiều tối vào một ngày cuối tháng 12 năm 1979, đơn vị C8 được lệnh hành quân truy quét. Anh em chúng tôi lên dê bộ vào kho quân khí, lấy lại súng đạn và hỏa lực. B1 lấy lại khẩu cối 82 và 10 quả đạn 81 của Mỹ, còn nằm trong ống bao, chất súng lên xe bò. Kết hợp đơn vị quân đội ca hành quân sang đò, qua Phum Díp, tới nhà nghỉ mát ở dọc đường. Đi bộ vào Phum, Phum lúc này trước C8 đã có đóng quân hồi tháng 8. Bộ đội nhà ta muốn lân thôn và đi xin chim cu về ăn. Khi đến được Phum này thì cũng đã nửa đêm. Anh em ém quân tại chỗ. Cũng như các đợt truy quét trước, B1 của tôi lại có thêm hai anh bạn ca đi kèm. Mấy anh bạn ca này mang súng R15 cộng 15 viên đạn. Trời vừa sáng, đơn vị bố trí đội hình tấn công. B1 giáp cối ở khoảng trống bìa rừng, lấy tọa độ. Chúng tôi ước lượng khoảng 800 mét, tháo vỏ đạn cối 81 của Mỹ ra, đạn vẫn còn sáng bóng. Chờ lệnh, lệnh truyền xuống, bắn. Tôi là người bỏ đạn cối 81 của Mỹ vào trong nòng. Tiếng nổ xé tan không gian yên tĩnh của sáng sớm ngày mới. Súng 12-8 cũng nổ vang trời. Tôi làm hết 10 quả cối, thì anh Bắc bê phó ra lệnh tháo cối, vác ra xe, để anh dân ca chở bằng xe bò về kho đạn của dê bộ. Còn anh em lính B chúng tôi được lệnh càn quét vào cánh rừng lá tấp này. Không biết
có bắt được thằng Pol Pot nào không? Thì tôi cũng không được biết. Quân Thảo tới chiều với cánh rừng lá tấp này, thì đơn vị cũng rút quân về Phum và Rây Sơ Trúc. Đây là đợt truy quét cuối cùng của đoàn quân C8 ở Phum Svay Sơ Trúc vào năm 1979, mà tôi có tham gia truy quét rượt đuổi Pol Pot. Tháng 2 năm 1980, toàn bộ đơn vị C8 được lệnh chuyển quân về Phum Prey Sơ Niết. Từ Phum Prey Sơ Trúc đi ra ngã tư, đi thẳng theo con đường cát, theo dấu xe bò khoảng 1 km là tới Phum này. Còn đi đường lộ tới ngã tư của thị trấn Sanaipur, rẽ trái đi về hướng Phum Pungkasay cũng đi theo khoảng 1 km. Sau đó đi vào con đường xe bò, gặp trường học bỏ hoang và ngôi chùa là nhìn thấy doanh trại của đơn vị. Đơn vị B2 và B3 thì chọn nơi đóng quân trên gò đất cao phía trước. Khi đi vào khoảng ruộng trống ở đầu Phum, còn C bộ và B1 ở chung trong một căn nhà kho giữa cánh đồng lúa, cách trường học và chùa khoảng 100 mét. Khi C8 về đây, có nhiều thay đổi về nhân sự. Ban chỉ huy đại đội chỉ còn anh Bạch Văn Cầm, mình y tá về bổ sung cho C bộ, nhà lên làm quản lý thay Cẩn đi học sĩ quan. C8 ở đây cũng không có làm gì, rất nhàn hạ. Chỉ lâu lâu anh em B1 đi xuống các Phum nắm tình hình, xem có Pol Pot quay trở về không. Có khi anh em xuống Phum trụ lại đến 5-6 ngày rồi mới đi về. Ngày nào buồn thì lại vào chùa nói chuyện với sư sãi. Chùa chỉ cách có 100 mét. Xin mấy nhà sư ở trên chùa dừa khô, tự anh em mình leo lên cây hái đem về, cậy ra lấy cái dừa sắt nhỏ ra kho để ăn cơm. Đêm đến thì hai thằng lấy đèn dầu bỏ vào thùng đạn đi đập ếch. Nói đập ếch cho oai, chứ thực ra miền Nam kêu là con pù tọt, miệt Châu Đốc An Giang gọi là vũ nữ chân dài. Mình y tá cầm đèn soi, tôi thì cầm cây tre nhỏ dài khoảng 3 mét. Mình gọi đèn thấy ếch thì chỉ cho tôi đập. Mới đầu đập thì hụt tới hụt lui. Thấy nản, thằng mình y tá động viên, thôi cứ đập đi. Càng đập càng quen tay, phát nào trúng phát đấy. Sau quen tay thì chỉ cần đập nhẹ một cái, còn ếch chết là còn nguyên. Đập chừng nhắm đủ ăn cho ngày mai, và gần sắp hết dầu, thì tôi và thằng Minh quay trở về. Mới đầu còn lột da móc ruột, làm thịt sạch sẽ, ướp muối, sáng mai không ăn. Sau thì chỉ cần nấu nước sôi, làm lông, đổ nước sôi, cạo nhớt, móc ruột, ướp muối, thế là xong. Thời gian này, hình như anh em bộ đội không có ăn Tết Việt Nam. Một hôm thấy nhà chùa nhộn nhịp, trai gái ăn mặc sặc sỡ, vào chùa chảy hội, họ bưng cả mèn cơm vô cúng, trong chùa rất đông. Hỏi ra mới biết là ngày lễ Trăng Thơ Mây, ngày Tết của Campuchia, thường tổ chức khoảng đầu tháng Chét của lịch Phật giáo Khmer, khoảng 13, 14, 15 tháng 4 dương lịch, kéo dài trong 3 ngày, năm nhuận thì kéo dài 4 ngày. Tên gọi mỗi ngày Tết thì khác nhau. Dân ca họ đem cho bộ đội C8 những đòn bánh tét chuối, ăn không hết luôn. Anh nuôi thiệt, khỏi phải nấu cơm. Vào một ngày của tháng 6 năm 1980, nước sông đang lên cao, anh nuôi thiệt báo hết củi để nấu cơm. Anh em trong B vào nhà dân ca mượn cưa cá mập ra cánh đồng cặp bờ sông. Có một khu đất, nước vừa mới lên, có những cây to đã chết. Hai anh em ngâm mình dưới nước, cưa cây ngầm. Một hồi lâu thì cây cũng gãy. Anh em bè những cây này lên lộ, dùng cưa, cưa ra từng khúc nhỏ, dùng búa để chẻ ra thành củi. Chẻ củi ra xong thì thằng Dương liên lạc vào nhà dân mượn xe bò, chở số củi này về cho anh nuôi tiệt. Có ngày anh em lại đi xuống Phum nắm tình hình, hoặc đi xin cá đem về ăn. Nước đang dâng lên, dân ca làm đăng chặn bắt cá rất nhiều. Khi trời tối thì lại đi đập ếch. Có nhiều khi đi ăn trộm đu đủ xanh hoặc đi ăn trộm cá nâu của dân về nấu canh ăn. Ở nơi đây cũng buồn. Anh em chúng tôi quay lại Phum Prey Sơ Trúc hái rau muống mà lúc trước bọn tôi trồng cạnh ao của chùa. Rượt đuổi bắt mấy con gà mà chúng tôi nuôi ngày xưa, đem về làm thịt ăn. Vào khoảng tháng 8, thằng Phương bị viêm phế quản. Nó ho kinh luôn, ho ban đêm không ai ngủ được.
Nó bị bệnh ho này đã lâu, khoảng 20 ngày, nên tôi kêu nó đi nằm viện. Chứ tối mày ho hoài, làm sao mà ngủ được? Tôi và nó ngủ chung giường cá nhân. Nó lên gặp anh Cầm, xin đi nằm viện thật. Tôi mới được ngủ yên một mình. Lúc này dê bộ kêu tôi lên dê tập huấn để hội thao. Học đi đều, học tập thể dục, học bắn tỉa, đá banh. Chỉ có bóng chuyền và văn nghệ thì tôi không tham gia. Đến ngày hội thao toàn E, thì anh em đi bộ ra E tham gia thi đấu. Đá banh, bóng chuyền, tập thể dục, thi văn nghệ. Đi ra núi xa cách, bắn bia số 4, bia di động, bia số 7, đứng và ngồi. Khi hội thao xong, thì tôi lại trở lại đơn vị C8. Khoảng mấy ngày sau, C8 được lệnh, cho phép dỡ căn nhà kho đang ở này, cắt ra thành 3 khúc, đem về ráp lại trên cái gò đất mà đơn vị B2, B3 đang ở, để tạo thành một doanh trại cố định của đơn vị C8. Như vậy, C8 có đầy đủ doanh trại, mái nhà lợp ngói, vách cây, khu nhà C bộ, phía trước là hội trường, bên trái B2, bên phải là B3, còn phía sau B1. Cạnh nhà dân có một cái giếng nước. Vừa xây cất hoàn thành xong doanh trại, thì C8 được lệnh cấp trên tuyển nhiều cán bộ đi học khóa tập huấn làm phái viên. Những ngày này, học xong về đóng chốt ở dưới phum, giúp dân xây dựng chính quyền, ổn định cuộc sống. Nhận đồ viện trợ của quốc tế, đơn vị B1 đi học hết, chỉ còn lại một mình tôi. Ở một mình nên khỏe re luôn. Vào đầu năm 1981, đang ở một mình, thì ở đâu có mấy thằng mặc áo lính vác súng đi tới, hỏi đây có phải là B1? Tôi nói, phải. Có một mình anh à? Chúng tôi ở C6 về đây sáp nhập quân với B của anh. Vậy thì vào nhà, chọn chỗ ngủ, súng thì để đạn. Đâu đó ở trong nhà. Tụi nó tự giới thiệu là Đồng, Phong và Thanh. Dương liên lạc thì bị thằng giàu giành mất chức liên lạc, bị đưa xuống trở lại B tôi. Thế là B tụi tôi có 5 người. Lúc này trên đại đội kêu tôi lên phân công, phụ trách B1 và trao quyết định phong quân hàm trung sĩ. Mấy thằng lính mới về là cấp dưới của tôi. Nó kêu tôi khao quân hàm, nhưng tôi làm gì có tiền, thiếu đi tụi bây. Như vậy, đơn vị C8 có C Trường Hải, C Phó Quyết. B1 Tiến Tiền Giang phụ trách, B2 Nhăn phụ trách, B3 Yêm Bến Tre phụ trách. Năm 1981 này là lúc đơn vị D2 đang thực hiện chế độ cho phục viên xuất ngũ. Một số anh em đã đủ thời gian phục vụ tại ngũ hoặc không thể phát triển đảng và sĩ quan được thì cho đi chính sách. C8 có anh Cầm, anh Quang, anh Yên, anh Bắc đi chính sách. Khoảng cuối tháng 1 năm 1981, lúc này thằng Phương đi viện về, B1 của tôi. Tôi mới nói, mày đi lâu quá, C đòi cắt quân số của mày. Nó đi viện rồi trốn về Việt Nam hết 4 tháng. Tao nghe nói C đang tuyển chọn một thằng đi học y tá. Thôi, mày lên xin anh Quyết cho đi học, cho họ bỏ khóa cho. Không thì họ cắt quân số của mày. Nó nghe tôi nói cũng tỏ ra sợ. Phương lên C xin đi học y tá thật. C chấp nhận cho Phương đi học y tá và nó đi học ở trên E. Còn ở dưới đây, tôi nhờ thằng Dương ra dân ca xin hột đậu bắp, cà nâu, dân ca ươm sẵn đem về trồng, rồi trồng thêm hạt bầu ở đất ruộng cho nó tự bò ra trái. Một hôm, C kêu tụi tôi lên họp. Tôi làm biếng, kêu thằng Đồng râu đỏ đi thay. Thằng Đồng to con, nên mặc áo bò trong quần cũng oải phết. Nó đi, rồi nó lại về. Họ kêu ông lên, chứ đâu có kêu tôi. Họ đuổi tôi về, kêu ông lên đó ông nội ạ. Chà, không biết có chuyện gì đây. Tôi lên, anh Quyết kêu tôi. Kiểm tra lại sổ sách quản lý của chú nhà. Nhà với ba tôi là anh em cậu cô ruột. Ba tôi là con của cậu hai của hai nha, má của nha thứ 10, để bàn giao tại anh Huỳnh Nguyên Hùng làm quản lý. Mỗi bê một người ngồi kiểm tra, không thấy thiếu sót chi hết, cho qua. Nhà xuống làm bê phó B2. Tôi thì được C điều động ra E tập huấn cùng với anh Quyết, học bồi dưỡng chỉ huy đơn vị, học cách đánh vận động trong thành thị, cách quăng lựu đạn,
cách khống chế và cách tháo gỡ mìn JIT, mìn K58 của Trung Quốc, mìn phóng ba dâu Trung Quốc, mìn trái khế. Học xong, tôi mới về đơn vị được mấy ngày, thì anh Quyết gọi lên xe. Mai chuẩn bị bài vở, dạy lại cho anh em. Tôi nói làm sao dạy đây? Khi ở trung đoàn họ dạy, cách đánh trong thành phố, cách gỡ mìn, C8 của mình làm gì có mìn mà dạy. Anh Quyết đưa cho tôi một cuốn sách. Thôi, mày xem bài hướng dẫn ở trong sách này, soạn bài ra, huấn luyện lại cho anh em. Còn thằng Nhăn thì nó dẫn anh em ra chùa, dạy cách đánh vận động chiến đấu. Tôi ừ, và hỏi lại anh Quyết. Vậy có soạn giáo án thực hành giảng dạy, y như cán bộ trung đoàn chỉ dạy không anh? Anh Quyết bảo, mày phải soạn giáo án, rồi đưa lên đây cho tao duyệt. Tôi mới nói, anh cho tôi giấy và viết, tôi không có mấy thứ đó. Anh Đa đưa cho tôi xấp giấy và cây viết. Tối về B, hì hụp soạn giáo án, thằng đồng dâu đỏ hỏi tôi làm gì. Tôi nói soạn giáo án, mấy ngày nữa tao dạy lại cho tụi mày. Nó nói lúc đó bị tôi trốn, xin đi công tác xuống phum. Nó cười. Tôi dựa vào bài giảng trong sách, lựa ra được 6 bài. Hai ngày sau, tôi soạn xong bài giảng, lên đưa cho anh Quyết duyệt. Sáng hôm sau thì dạy lại cho anh em. Thằng đồng dâu đỏ thấy tôi dạy nó nói, ông dạy hay ra phết. Những ngày sau thì anh Nhăn dẫn anh em ra chùa dạy. Bên của tôi cũng ổn, không có chuyện gì xảy ra. Cứ vài ba ngày thì nhận được lệnh đi công tác xuống các phum. Hai thằng đi một phum xuống xem dân ca họ sinh hoạt ra sao và nắm tình hình an ninh có Pol Pot về không. Mấy anh phái viên ở dưới đó còn sống không? Khi anh em xuống phum công tác thì vào ở ké ở trong nhà dân, nơi phái viên đang hoặc giao ủy ban ở. Dân ca họ lo cơm nước cho ăn uống hàng ngày. Một hôm tôi đang ở nhà, đang tưới mấy cây trồng trước sân, thì thấy một đoàn người bước vào, toàn phụ nữ Việt Nam, dẫn đầu là thủ trưởng hiệu. Họ đi xem lung tung, hỏi tôi sao chỉ còn một mình. Tôi nói, anh em đi xuống phum Hà Nội nắm tình hình, chỉ còn lại mình em ở nhà. Đoàn Việt Nam họ tham quan xong thì họ đi về. Ngày sau thì mấy thằng đi công tác về, tụi nó lên đại đội chơi, xách về nào là lá chuối, gạo nếp, đậu xanh. Tôi hỏi ở đâu mà có nhiều vậy? Thằng đồng dâu đỏ nói, mấy chị em phụ nữ Việt Nam xuống thăm ngày hôm qua, cho để ăn Tết. Tôi nói, bộ tới Tết rồi à? Này ông nội, tới Tết rồi, ông không biết gì à? Tôi chỉ biết, à, chúng tôi gói bánh tét để ăn Tết, không nhớ, có bánh, kẹo, mứt không nữa. Tôi nghĩ dân Việt Nam sang, chắc có gửi cho bộ đội ít bánh mứt để ăn Tết, lâu quá nên không nhớ. Ăn Tết xong, chúng tôi xuống phum, ung cả xây, canh gác cho họ bốc xương cốt, những người đã chết từ thời Pol Pot, để làm lễ cúng vong. Ghe ve chai lông vịt, cập vào đây, buôn bán và trao đổi mối hột cũng khá đông. Tôi và thằng đồng hương của mình thường xuống mấy ghe ve chai này chơi và nói chuyện phiếm. Có khi họ mời hai tụi tôi ăn cơm cùng với họ luôn. Nếu thời gian này ai muốn đào ngũ, thì chỉ việc xin đi nhờ mấy ghe ve chai lông vịt này là trốn về Việt Nam liền. Thời gian này vào khoảng tháng 4 năm 1981, thằng Phương học xong khóa y tá nó trở về, nhưng nó không biên chế lại B1 mà ở luôn trên xe bộ. Nên C8 có hai y tá là Minh và Phương. Thời gian của tháng 5 năm 1981, nước bắt đầu lên, ngập các vùng rừng đất bên ngoài phum. Thằng Dầu liên lạc, nó chĩa những con chuột đồng sợ nước leo lên cây để ở. Nó đem về nơi khô ráo rất nhiều. Anh em B bọn tôi cũng đi chỉa chuột, nhưng chỉa chuột rất ít, chỉ vài ba con. Nhưng thằng Dầu chỉa chuột mà phát ham. Thằng Đồng nói, thằng Dầu là dân Đồng Tháp, quê của nó năm nào cũng ngập nước thường xuyên, nó quen đi chia ruột rồi, nên nó chỉ được chuột nhiều hơn là gái thì phải rồi. Tụi mình là dân Tiền Giang, có biết ba cái vụ chỉa chuột này đâu. Anh em B bọn tôi ngồi ăn cơm với đậu bắp luộc,
bầu luộc, chấm muối. Tôi buột miệng nói, có thế chứ, chuột nướng ăn cơm thì hay biết mấy. Thằng đồng râu đỏ, nó hiểu ý hay sao ý? Nó đứng bật dậy nói, để tôi. Và nó đi về hướng đại đội, nó xách về một sâu chuột khô. Bọn tôi cười, đem nướng ăn cơm. Có khi thằng Dương ra dân ca kiếm được đâu bình rượu đem về uống với thịt chuột khô. Có một hôm thằng Dương đem rượu về cho anh em bên một uống. Thằng Dương uống một hồi, nó say rượu. Tàu hỏa nhập ma là hết sùm. 4-5 thằng tụi tôi đè nó vật ra mà không vật lại được. Tôi phải kêu thằng Đồng lên xe bộ gọi thằng Minh y tá xuống trích cho thằng Dương một mũi thuốc ngủ thì nó mới chịu nằm im. Vào khoảng tháng 5 năm 1981, đơn vị lại cử đi phun Persec Ta So, nơi anh Trương Lé đang làm phái viên, canh gác cho dân ca đi bầu cử chọn chính quyền địa phương. Ở phun Persec Ta So này, tôi không biết làm sao đó. Tôi tắm giặt như thế nào bị thối lỗ tai ở giữa. Thằng Thanh, người Đồng Tháp, bảo anh về đi bệnh viện chữa trị. Nếu không chữa, coi chừng bị điếc. Tôi đi bộ một mình về, xin đơn vị C cho tôi đi viện điều trị thối lỗ tai giữa. C đồng ý, tôi vác ba lô lên về dây bộ. Dây bộ lúc này đã trả lại khu hành chính cho huyện Bản Ca và xây dựng khu doanh trại D2 ở khoảng đất trống ở vườn xoài. Tôi vác ba lô vào phòng hậu cần nằm chờ. Đợi ngày anh thôi, y tá ra e báo cáo và bổ sung thêm thuốc. Tôi sẽ đi cùng anh thôi, ra e nằm viện luôn. Ra bệnh viện e xong, họ chuyển tôi đi ra bệnh xá đoàn 7706 ở thị xã Pan Nam nằm viện. Ở bệnh xá này, thiếu thuốc điều trị hay sao? Họ kêu tôi xuống nhà bếp xin muối về ngâm. Rồi nhỏ vào lỗ tai giữa, tôi thấy làm mấy việc này thì cần gì ra bệnh xá chữa trị. Thế là tôi xin về. Họ cho tôi về tháng 6 năm 1981, lại sáp nhập các C với nhau tiếp tục. C8 sáp nhập C6, C5 và C7 ra thành C3. Tôi mới vác ba lô ở viện về tới C bộ C8. Chưa được đóng đít thì anh Quyết kêu lên phân công cho nhiệm vụ mới. Ở trên D thì kêu tao, chừng nào thấy mày đi viện về thì kêu mày lên dây bộ nhận nhiệm vụ mới. Tôi hỏi nhiệm vụ gì với anh? Anh Quyết trả lời, nhân viên quân khí dê, chắc thời gian tôi bị thối lỗ tai giữa, nằm chờ ở phòng hậu cần, nên anh ba quân khí chấm tôi, nên báo lại cho dê chọn tôi là người thay thế chỗ cho anh ấy. Tháng 7 năm 1981, tôi lên dê bộ nhận nhiệm vụ mới, là nhân viên quân khí. Anh ba quân khí giao lại cho tôi số lượng súng đạn ở trong kho, giấy tờ báo cáo. Sau khi tôi thống kê số đạn AK-47, anh em bắn chim cò có thể bị hao hụt, sẽ trang bị không đủ 120 viên. AKK là 80 nhân với 120 viên, bằng 960 viên. Như vậy số lượng hao hụt theo sổ sách là 7.000 viên. Tôi nói, để tôi xuống C kiểm tra lại danh sách súng đạn trang bị từng anh em. Anh ba gật đầu, và sáng sớm hôm sau, tôi xuống C kiểm tra danh sách từng anh em, cơ số đạn vẫn hao hụt y như cũ. Riêng các anh phái viên ở phum thì không thể tính được. Anh ba nói, kệ, mày cứ làm báo cáo hao hụt như vậy đi, có gì thì tao chịu. Anh ba chỉ cho tôi chiếc giường ngủ cá nhân nhỏ xíu. Tôi nói, tôi cao mà nằm cái giường nhỏ xíu, làm sao mà tôi ngủ được? Nhìn vào kho súng đạn, thấy cái giường cá nhân đang để trống không, không ai ngủ. Tôi ngủ ké cái giường này được không? Anh ba nói, được. Cái giường đó là của thằng Dây quân nhu. Bây giờ nó đang đi lĩnh gạo. Mày nằm ké ở đó. Mai mốt nó về thì tính sau. Thấy tôi ngứa lỗ tai giữa, anh ba nói, mày xin thằng Thôi một viên trên Sasilin, tán nhuyễn ra, đổ tất cả vào lỗ tai, lấy bông gòn bịt lại. Để 3-4 ngày mở ra là nó hết thối ngay. Tôi làm keo, vậy mà nó hết thối lỗ tai giữa thật. Tháng 8 năm 1981, tôi làm báo cáo quân khí và cùng với Quang Tài Vụ đi ra trung đoàn với danh nghĩa nhân viên quân khí. Quang Tài Vụ dẫn tôi đến gặp anh hùng quân lực của D2 ngày xưa, hiện nay làm phó ban quân lực trung đoàn.
Nhờ anh ấy gửi báo cáo cho ban quân khí trung đoàn giúp. Anh Hùng nói, hiện nay G2 không có quân lực. Thôi, mày về làm quân lực luôn đi. Để mày ký tên với danh nghĩa quân lực cho thằng Quang tài vụ. Báo cáo hồ sơ tài vụ của nó, có quân lực duyệt mới đi lĩnh tiền được. Anh Hùng nói tiếp, mày về kêu thằng Lập Lùn, giao lại hồ sơ quân lực và mày dựa theo cái mẫu báo cáo quân lực này. Anh ta đưa tôi một mẫu báo cáo quân lực đã in sẵn. Hàng tháng, mày làm báo cáo quân lực và báo cáo quân khí ra đây đưa cho tao. Tôi và Quang tài vụ đi về. Tôi lên nhà dây bộ gặp anh Lập Lùn và nói y như anh Hùng quân lực dặn. Anh Lập vào trong ôm kệ nệ một chồng hồ sơ quân lực đưa cho tôi. Mày đem về đi, xem mà làm báo cáo. Tôi đem về để trên cái bàn cây dài nghiên cứu hồ sơ quân lực. Tôi mới đi lại, ông Quang tài vụ xin một quyển, một cây viết và mượn ông Quang danh sách lĩnh tiền. Anh em cán bộ chiến sĩ G2. Tôi soạn lại danh sách anh em cán bộ chiến sĩ hiện tại của G2, dựa theo tài liệu hồ sơ Quang tài vụ đưa cho. Vậy là tôi làm nhân viên quân khí cộng quân lực từ lúc này. Lúc phòng hậu cần này có nuôi một con heo, cộng 6 con vịt đẻ, một con vịt trống đầu đàn. Quang tài vụ hàng ngày cho lợn ăn, trộn thêm trấu với cơm nguội cho vịt ăn. Sáng mấy con vịt đợi ăn cơm nguội xong, thì bọn nó mới chịu đi. Đi đâu thì không rõ. Nhưng tới chiều tối là đám vịt này lại quay trở về, vào chuồng ngủ. Anh em chỉ việc tối ra đóng chuồng lại. Sáng ra bọn tôi chỉ cần ra chuồng vịt lượm 3-4 quả trứng, đem luộc ăn với cơm, hoặc ra mấy cây xoài, hái mấy trái xoài xanh, băm nhỏ ăn cơm chung với hột vịt luộc, cộng nước muối hột. Rồi một ngày, anh ba quân khí về, kêu lái heo lại bán con heo, chia cho tôi 10 ria của ca. Anh ba nói, heo tụi tao nuôi đã lâu, mày mới lên, thôi chia cho mày 10 ria, cầm lấy mua gì thì mua. Thế là lần đầu tiên mà tôi đi lính mới cầm được tiền, mà lại là tiền ria. Sáng hôm sau anh ba đi đâu về, vác một bao tải, bỏ xuống nền nhà hậu cần. Tôi và thằng Dây, quân nhu, mở bao ra. Thì ra là một con chó. Treo ngược con chó này lên, anh ba thọc huyết nó. Thằng Dây lấy tao hứng huyết. Tôi hỏi, hứng huyết này để làm gì hả anh? Thằng Dây nói, để làm tiết canh. Mày có ăn được thịt chó không đấy? Tôi nói, không. Vậy kiếm con gà luộc cho mày ăn. Anh em chúng tôi hì hụi làm thịt con chó này ra thành nhiều món. Tiết canh, hầm đu đủ, xào lăn. Rồi, thịt luộc, thịt dợ mận. Tôi thì không thích ăn thịt chó, nhưng tôi phụ làm. Một hồi nhậu thì tôi ăn thịt gà. Làm xong anh em hậu cần mới đi mời anh em dê bộ lại nhậu. Anh em nhậu cười nói rôm rả. Quang tài vụ dì tai tôi nói nhỏ. Anh ấy khao lon sĩ quan, lên chức trợ lý hậu cần. Quang nói vậy thì chỉ biết vậy, cứ vui vẻ thôi. Ở hậu cần lâu thì cũng quen, chỉ nấu cơm bằng chấu, ăn cơm với hột vịt. Gần cuối tháng 9 năm 81, anh ba lên gặp anh Lập, đi về bảo tôi sáng thứ hai, mày có bổn phận đọc 10 lời của quân đội để anh Lập Lùn dẫn quân ra đóng chốt ở Phung Cần Trôm. Tôi nói, tôi có biết gì đâu mà đọc. Ây, mày cứ đọc đi, không thuộc thì nhìn vào giấy cũng được. Ông Lập có cho đọc giấy luôn hả anh? Ông cho đọc giấy, nên ông ấy sao cho tao một tờ đây. Mày xem qua đi. Tôi ừ để xem. Thằng Dây về, tôi nói ông Lập Lùn nói, sáng thứ hai mày đọc 10 lời thề danh dự trước quân kỳ để ông dẫn quân đi công tác. Đọc bằng giấy viết cũng được. Nó cứ ừ. Tôi bán cái 10 lời cho thằng Dây. Ai ngờ sáng sớm ngày thứ hai, anh em ăn mặc chỉnh tề, bỏ áo trong quần, tập hợp trước sân dê bộ. Không biết ai làm cột cờ treo sẵn lá quân kỳ đang bày phấp phới. Anh Nhăn, trợ lý tác chiến, hô lệnh tập hợp. Bọn tôi dàn hàng ngang, đứng nghiêm, chờ lệnh. Anh Lập quán triệt nhiệm vụ, công tác và kêu lên. Trung sĩ Nguyễn Văn Tiến, lên đọc 10 lời thề. Thôi chết mẹ rồi. Tôi bước lên, giơ tay chào, đọc lời thề số 1. Tới câu thề số 2, thì tôi quên phén mất. Tôi mới lùi lại, đứng kế thằng Dây nói nhỏ. Mày đưa tao tờ giấy. Thằng Dây cười, móc trong túi quần, đưa tờ giấy cho tôi. Tôi bước lên, mở tờ giấy ra đọc lại câu đầu tiên. Tiếng tôi già dã vang lên hết 10 lời thề.
Tôi giơ tay lên thề, bên dưới anh em cũng giơ tay, xin thề. Anh em giải tán, tôi và thằng Dây đi về hậu cần, vừa đi nó vừa cười. Cho mày dám bán cái cho tao. Thế là đoàn quân D2 do anh Lập chỉ huy, mang súng đạn, ba lô, xoong nồi, gạo lỉnh kỉnh, đi về hướng Vum Cầm Chôm. Mấy ngày sau thì anh em lính hậu cần cũng ra E báo cáo. Mới lúc đầu vào ban quân lực E, anh Hùng phó ban và anh Hà Ngọc Kiều trưởng ban nạt phủ đầu tôi ngay. Sau D2, mày làm ăn ra sao? Hao hụt đạn nhiều quá trời vậy. Anh em bây giờ còn đạn đâu mà chiến đấu? Kho đạn thì không còn một viên. Mày làm ăn vậy à? Hai anh quân lực làm cho tôi một chọc. Đợi hai anh nguội lại, tôi mới xuống nước nói nhỏ. Do anh ba quân khí bàn giao như vậy, em có biết đâu. Mày mới lên làm quân khí, sao mày biết? Thôi, dẹp vụ này đi. Bây giờ mày qua bên ban quân khí nhận đạn AK bổ sung. Tôi và Quang đi qua ban quân khí, họ phát cho 8 thùng, một thùng 500 viên, hai thằng ý ạch khiêng ra khỏi kho. Tôi buột miệng, chết mẹ, làm sao vác về kho của D2 đây? Bỗng đầu thằng Dây đi tới, tôi kêu nó lại bàn. Dây nói, tao đi lĩnh gạo, sẵn có ghe chở gạo, đang chờ ở bến đò thị xã Ba Nam, chở đạn về luôn. Ba thằng tôi, Tiến, Quang và Dây, khiêng 8 thùng đạn ra lộ cái, đón xe tải của tụi dân ca đang chạy về nước lương. Chất đạn lên xe về thị xã Ba Nam, xuống xe đi về bến đò cách khoảng 300 mét. Lúc này ba thằng mới vác 8 thùng đạn tới bến đò chất xuống ghe. Lúc này nước rút nên nước sông nhỏ còn rất ít nước. Ghe chạy vào các con sông nhỏ về thẳng bến đò thị trấn Sanaipur. Do nước đang rút, nước lại cạn nữa. Lục bình đầy sông, ghe chạy vướng mấy đám lục bình, chạy rất chậm. Dù sao thì ghe cũng chạy tới được bến đò thị trấn Sanaipur, đem gạo đạn dược chất đầy vào kho. Đúng là một trận báo cáo hú hồn về vụ đạn hao hụt và chờ được 8 thùng đạn về. Ở nơi hậu cần chỉ ăn với ngủ, tới ngày đầu tháng thì làm báo cáo, đi với Quang ra E. Hết ngày này qua ngày khác, cũng tới đầu tháng 11 năm 81 lại đi ra E. Lần này ba thằng đi, ra tới E thì trời cũng chiều tối. Anh Hùng quân lực nói, ngày mai mấy thằng mày dẫn 20 lính Long An, Tân Bình về bổ sung cho D2. Tụi nó đâu anh? Anh ta chỉ về hướng căn nhà dài của kho vận tải chứa xe. Rồi anh ta ôm ra cho tôi một sập lý lịch quân nhân. Mày cầm đem về. Thằng Dây nói bây giờ đói bụng quá, nấu cơm ăn đi. Tôi nói, gạo và đồ ăn ở đâu mà nấu? Dây nói, để tao lo. Nó kiếm gạo, rồi bắt mấy thằng lính mới vò gạo nấu cơm. Cơm chín, thằng Dây mới mở ba lô, lôi ra mấy hộp cá mòi khui, đổ vào nồi kho ăn. Mấy thằng lính mới Long An, tụi nó đói bụng, ăn thấy mà ham. Chắc tụi nó nhịn đói từ sáng. Tối hôm đó, tôi kêu mấy em tân binh 81 Long An vào nhà xe chọn chỗ mà ngủ. Sáng mai mới đi về D2. Sáng hôm sau, ba thằng tôi dẫn tụi lính Long An này đi bộ về D2. Đi tới trưa thì mới tới đầu Phum Preibunu. Tụi lính mới này kêu đói bụng, lại phải nghỉ. Vào nhà dân nấu cơm, lại ăn cá mòi. Vừa ăn xong, tôi nói phải đi ngay. Nếu không trời tối, chưa chắc đã về được tới D2. Bọn lính mới đành phải đi cùng với bọn tôi. Tới tối khoảng 7 giờ thì tới vườn xoài, mấy thằng lính mới Long An này đi chậm như rùa. Tôi vào nhà báo cáo với thủ trưởng hiệu. Ông ta lệnh cho tôi tập hợp thành ba hàng ngang, kiểm tra lại quân số. Xong, tôi đứng nghiêm, chào, báo cáo cho ông. Thủ trưởng hiệu ra lệnh cho thằng Hùng Lều, kêu mấy anh em lính trinh sát D dẫn toàn bộ anh em lính mới Long An này xuống C8. Còn ba đứa tôi mới thu dọn đồ đạc, ra giếng tắm, giặt đồ, đánh một giấc cho tới sáng. Khoảng tháng 2 năm 1982, lúc này tôi và Quang ra E báo cáo xong. Quang tài vụ mới nói cho tôi, mình lại đằng xe trinh sát dẫn đoàn người Việt Nam về D2. Một đoàn người phụ nữ Việt Nam tay xách nách mang, vác những cây đàn vào khoảng 10 người. Thời gian lúc này khoảng 10 giờ sáng, tôi mới nói với Quang tài vụ, đi giờ này
Làm sao trong ngày nay tới được đơn vị dê được? Quang nói, đi tới đâu hay tới đó. Ừ thì đi đi. Mấy chị phụ nữ này vào khoảng 25-30 tuổi, chắc là cán bộ hội phụ nữ của tỉnh Đồng Tháp sang Campuchia ủy lạo chiến sĩ, động viên cho anh em ăn Tết Việt Nam năm 1982. Tôi đi đầu dẫn đường, Quang đi phía sau cùng với đoàn người này. Họ nói chuyện rôm rả, tôi dẫn đoàn người đi xuống bờ của con đường cát, có mấy cây thốt nốt cho nó mát, thì gặp dân ca gánh nước thốt nốt đi tới. Tôi dùng vốn liếng tiếng ca học được, nói chuyện với anh dân ca, xin anh ít nước thốt nốt cho mấy chị phụ nữ uống giải khát ở dọc đường. Anh dân ca gật đầu, lấy nước đưa cho tôi. Tôi đưa cho mấy chị uống, họ khen ngon quá, uống hết hai ống. Tôi nói cảm ơn anh dân ca và anh ấy gánh dàn thốt nốt đi về nhà. Đoàn phụ nữ này vừa đi vừa bàn luận về nước thốt nốt, ngon nhưng lại bị hôi khói. Tôi vừa đi vừa nói về phía sau. Dân ca họ lấy mấy ống tre làm ống đựng nước, úp ngược lên giàn cây. Phía dưới họ đốt lá thốt nốt tạo ra khói, hơ mấy cái ống tre này, rồi họ mới leo lên cây hứng nước trong buồng trái thốt nốt chảy ra. Họ lại hỏi, vậy hơ khói để làm chi? Tôi nói, họ hơ khói vào ống để kiến mấy con côn trùng khỏi bò vào ống. Khi nấu nước thốt nốt thành đường, đường không bị dơ. Lúc này buổi chiều trời đã mát. Tôi mới dẫn đoàn người lên lại đường cái, đi vào phum Brepernu. Phum này là phum án ngữ đầu tiên của huyện Pirang, về Mebon, nơi e đóng quân. Có hai phái viên chốt giữ, một đá phái viên án ngữ ở giữa phum, Quang án ngữ ở chùa đầu phum gần tiếp giáp với phum Cần Trôm. Khi đi tới chùa đầu phum thì trời vừa tối, Quang tài vụ nói, thôi cho họ tạm nghỉ ở chùa này một đêm. Quang phái viên đi ra hướng dẫn toàn phụ nữ này vào chùa, tắm rửa và dọn chỗ ngủ cho họ trên căn nhà dài của chùa. Tôi thì mắc chiếc võng vào hai đầu cột nhà, leo lên đánh một giấc cho tới sáng. Sáng ra hai thằng dẫn đoàn đi về hướng D2 đang đóng quân. Tới đầu giờ chiều thì tới nơi. Giao lại đoàn cán bộ hội phụ nữ cho thằng Hùng Liều, liên lạc xong. Hai anh em chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ áp tải bảo vệ đoàn cán bộ Việt Nam. Sau đó họ đi đâu và bao lâu thì về tôi không biết nữa. Khoảng 10 ngày sau, Quang tài vụ lên gặp mấy ông thủ trưởng dê. Nó vui ra mặt, hí hửng. Nó chia ra hai quyết định phong quân hàm thượng sĩ của nó và tôi. Quang nói, của ông này, nó đưa quyết định thượng sĩ cho tôi. Và nó cũng nói, năm 1982 này, lính tụi mình một tháng có thêm 10 đồng ria của chính quyền ca cho. Tháng sau ra đoàn 7706 truy lĩnh luôn. Lúc này Tết Việt Nam tới gần, đoàn quân của anh Lập và phum Cần Trôm cũng đã rút quân về. Anh tôi y tá cũng trở lại hậu cần. Thấy hậu cần gần hết chấu nấu cơm, tôi với anh tôi đi lại ngã tư của thị trấn Sanaipur, hướng đi về phum Cà Xây. Dũng và Út Chỉa làm phái viên, có cái nhà máy xay lúa, xin chấu bỏ vào bao bố đem về dự trữ để nấu cơm ăn Tết. B y tá lại cũng về hậu cần. Tôi hỏi anh đi đâu mà lâu dữ vậy? Anh B nói, đi dự chiến sĩ thi đua, rồi đi học luôn. Tôi cười, chứ không phải anh về thăm nhà luôn à? Anh ta cười không nói gì. Vài ngày sau, anh B anh đi đâu về, cầm theo cái lưới kéo cá dài khoảng 5 mét. Anh bảo, Yến, đi kéo cá với tao. Tôi xách theo cái thùng thiếc đi về hướng bến đò, tới ngã tư, anh ấy quẹo phải về hướng phum Xoay Ai. Đi ra khỏi thị trấn Sanaipur một chút là có cái ao nước lớn. Anh B lấy tay chỉ xuống, kéo tại đây. Hai anh em hì hụi xuống kéo, nước sâu, tôi phải vừa bơi vừa kéo, với vô được tới bờ, kéo từ từ lên. Ôi mẹ ơi, đầu lâu xương ống quyển, xương ống tay, cá thì nhiều lắm, nhảy lưng tưng. Anh B không hoảng sợ gì, cứ lượm cá bỏ vào thùng, lượm đầu lâu ống quyển, ống tay quăng ra ngoài, lại kéo tiếp tục, được rất nhiều cá, thì hai anh em đi về. Hai anh em không nói gì, cứ làm sạch cá kho để ăn cơm, ai cũng ăn, riêng tôi thì ăn ít hơn mọi người. Vào một ngày, B thông tin, cười nói rôm rả và nhộn nhịp hẳn lên.
Tôi nhìn sang thì anh em tụi nó lấy tay ngoắc ngoắc. Sang đây nhậu Tiến ơi. Tôi hỏi có chuyện gì vậy? Cứ sang đây. Tôi đi sang hỏi. Nay có chuyện gì mà vui vậy? Ngày nay là Tết Việt Nam. Anh em B thông tin ăn Tết, khao lon, chào sân mấy anh em lính mới. Mới rút lên mấy anh em lính 81 Long An ở C8 lên làm lính thông tin. Tôi thấy rất nhiều anh em C8 lên chung vui, trong đó có anh nuôi Mai Văn Thiệt. Hôm đó anh em dê bộ ăn nhậu tưng bừng. Nhậu chưa đã, thằng dê quân nhu rủ tôi qua nhà của chị dân ca bán quán tạp hóa, thuốc cố táp, rượu khóm ở trước lộ của nhà hậu cần để nhậu tiếp. Vào một ngày cuối tháng 2 năm 1982, thằng Hùng Liều liên lạc đi xuống mời anh em hậu cần qua nhà tù trưởng chơi. Dự tiệc liên hoan của tù trưởng Hiệu và nó đi ra đoàn 7706 nhận nhiệm vụ mới. Sau này tù trưởng Hiệu là trung tá, nguyên phó đoàn 7706. Anh Lập Lùn lên nắm quyền dê trưởng. Anh Hà Ngọc Kiểu, trưởng ban quân lực E, về làm dê phó. Mấy ngày sau anh Lập kêu tôi lên giao nhiệm vụ. Về lập danh sách trích ngang, tất cả anh em toàn đơn vị D2 đưa cho anh ấy xem xét. Tôi về lật sổ trích ngang của quân lực ngày xưa, danh sách lĩnh thưởng của quan tài vụ, lập lại danh sách trích ngang có đầy đủ nội dung, họ tên, số hiệu quân nhân, ngày nhập ngũ, quê quán, năm sinh, khi cần liên hệ với ai. Từ những danh sách quân nhân của ngày xưa, danh sách lĩnh lương của tài vụ, thì biết được danh sách các liệt sĩ hy sinh của D2 bị gạch chéo ngang. Trong sổ lý lịch quân nhân trích ngang, lập xong danh sách mới, tôi lên giao cho anh Lập. Tháng 3 năm 82, sư đoàn 320 giải tán, thành lập D320 đi công Pông Tràm, trực thuộc đoàn 7702. D2 ở lại chỗ của huyện Pe Riêng, làm dê chuyên gia cho tỉnh Prey Veng. Đoàn 7706 mặt trận 779 quân khu 7, C8 đổi tên thành C3, trực thuộc D2. Tôi và quan tài vụ tháng 3 năm 82 này phải đi báo cáo xa một chút, phải đón xe của dân ca, đi xa tới tận thị xã Pa Nam. Tôi hỏi Quang, ông biết đường đi không đấy? Quang nói, biết. Có phải đoàn 7706 này ở chung với cái bệnh xá ở Pa Nam phải không? Quang gật đầu, vậy tụi mình cùng đi. Sau khi làm những bản báo cáo xong, hai thằng tôi đi một chuyến báo cáo đầu tiên ở đoàn 7706 xem sao. Giống như từ ếch đi Sài Gòn, hai thằng vác ba lô lên vai và đi. Đi dọc đường tôi mới hỏi, sao các ông đi báo cáo và nhận tiền lương cho anh em mà ông lại không mang súng phòng thân? Quang nói có mang súng, nhưng là khẩu súng ngắn K54, được 20 viên đạn. Ông có xạo không? Tôi làm quân khí quản lý súng đạn mà không thấy ai cho lính lác mang súng ngắn đâu. Ông Quang móc súng ra cho tôi xem và nói, súng này anh Nguyễn Mạnh Tường cho tao, tao cất để phòng thân. Tôi chỉ gật đầu, ra là vậy. À, thôi kệ Quang, làm sao đó làm, tôi không hỏi nữa. Hai thằng lính đi tới trưa thì cũng ra tới mé lộ Mebon. Đứng đón xe tải của ca chở hai thằng tôi về thị xã Pa Nam. Khi xe chạy đến đầu cầu chuẩn bị vào Nông Pênh, thì Quang Kiểu xuống xe. Hai thằng tôi đi cặp theo con đường cát, men theo con sông nhỏ tới một căn nhà lá. Bên trong có chứa hai ba thùng cây lớn, đựng cá làm nước mắm. Phía trước bờ sông là một bọng đáy, đang đóng đáy chặn cá. Tôi hỏi Quang vào đây để làm gì vậy? Quang nói vô ở ké, nơi này là nơi ở của anh Ga trinh sát D2 ngày xưa. Anh Ga này là lính trinh sát xuống phung Pung Cà Xây, bị pốt bắn bị thương nhẹ, ra bệnh xá điều trị. Rồi họ điều anh ra Ga này về phụ trách đội sản xuất của đoàn 7706. Chúng tôi ngồi nghỉ một chút thì thấy anh Ga về. Tôi nhìn thấy quen quen nhưng không dám hỏi. Chỉ có Quang hỏi và giới thiệu với nhau. Quang xin anh Ga cho hai thằng tụi tôi nghỉ, ngủ lại tại đây và hỏi thăm các phòng ban của đoàn 7706 được bố trí ở đâu để ngày mai hai thằng tôi thuận đường đi báo cáo. Nơi đây là đội sản xuất có 6 người, chuyên nuôi cừu, dê, bò, làm nước mắm, đóng đáy bắt cá ăn hàng ngày cho đoàn 7706.
Hai thằng răng võng ngủ, mùi nước mắm hăng hắc xộc vào lỗ mũi cũng gây cảm giác khó chịu khi đi ngủ. Nhưng hai thằng cứ ngủ đại. Sáng ra, hai thằng tôi mới đi bộ qua một cây cầu, đi ngang cái chợ chồm hổm của dân ca, nước ở bệnh xá, rồi quẹo trái, gặp bờ sông với ban quân khí ở trước. Vô gặp anh đại úy, tôi nộp báo cáo quân khí. Hai thằng đi ngược trở lại gặp chốt vệ binh hỏi thăm, họ chỉ đường đi vào ban quân lực để nộp báo cáo. Tôi chuẩn bị đi ra thì thấy anh quân lực hơi quen mới hỏi, có phải anh Tám ở D502 có đi học khóa khẩu đội trưởng 12-8 ở trường Cao Lãnh, Đồng Tháp năm 1979 phải không ạ? Anh Tám lúc này mang lon thiếu úy nói, phải, còn anh là ai? Em tên là Tiến, học chung với anh Định khóa khẩu đội trưởng DKZ-82, còn anh và anh Nhăn D2 học chung khóa 12-8. Anh Tám la lên, à, nhớ rồi, mày đi đâu đây? Lúc dài làm quân lực D2 à? Thế còn thằng Nhăn làm gì? Tôi nói anh Nhăn hiện nay là thiếu úy, trợ lý tác chiến của D2. Vậy cho tao gửi lời hỏi thăm nó nha. Tôi ừ. Rồi đi ra cùng quan tài vụ sang ban tài vụ. Nộp báo cáo tài vụ xong, hai thằng mới về lại đội sản xuất, nói với anh Ga, tụi tôi đi về đơn vị. Chúng tôi vác ba lô lên vai, đi ra đường cái. Quang nói, bây giờ mình về ngõ Phum Bong Đơ nhé. Tôi ừ. Quang và tôi đi ra lộ đợi xe của Ca, đón được xe đi về phà Nước Lương. Xe qua phà chạy một hơi trên đường trắng nhựa tới trạm gác Ca. Chúng tôi xuống xe, đi bộ qua trạm gác và đi bộ qua cây cầu đá Sài Gòn, quẹo phải vào khu chợ mới Nông Pênh. Họ bán đồ rất nhiều và khu chợ này rất to lớn. Chúng tôi đi qua luôn, tới bờ sông Mê Công bốn mặt có một bến đò. Hỏi mấy anh dân ca, có ghe nào về Phung Bong Đơ không? Có ông chủ ghe nói, ghe này đây. Hai chúng tôi xuống ghe ngồi, một lúc sau thì ghe chạy. Ghe chạy tới chiều tối thì tới Phung Bong Đơ. Hai thằng tôi lại nhà của anh Ê, phái viên, ở tắm rửa, giặt đồ rồi ăn cơm. Thím Khmer rất tốt, nấu cơm cho ăn. Do đơn vị C8 có đóng quân tại đây hồi trước năm 79, nên tôi cũng có quen biết gia đình căn nhà này. Thường thì chúng tôi ở lại đây tắm rửa, giặt đồ rồi đem phơi. Rồi mới đi tới mấy nhà dân ca mà chơi, hỏi thăm và nói chuyện dóc. Có khi vui, lại ở đây 3 đến 5 ngày luôn. Hàng ngày đi nhậu với anh Ê, cùng với quan chức chính quyền ca ở Phung này. Năm 1982, dân ca đã cho các em nhỏ học sinh đi học lại, nên các trường học lúc trước hoang vắng, vắng lạnh như tờ. Nay thì chúng tôi đi ngang qua, các trường học ở ca đã nghe tiếng EA, đọc bài của các em học sinh rồi. Dân ca đi qua đò thì phải trả gạo hoặc bằng tiền. Bộ đội chúng tôi đi qua đò thì không cần. Ngoài ra đi một mình, nên họ cũng đưa qua sông, dù là đi ban đêm. Các tiệm tạp hóa ở thị trấn đã mở cửa trở lại. Tiệm chụp hình, cà phê, sửa xe, buôn bán nhộn nhịp, trao đổi bằng tiền ria. Hàng ngày đàn ông ca có thời gian rảnh rỗi, thì họ tụ tập đánh cờ, đánh bóng chuyền, hoặc lại ra khoảng sân rộng, thải bi sát ăn tiền. Đây là môn thi đấu quốc tế mà lần đầu tôi biết ở Campuchia. Cuộc sống của dân ca khá đầy đủ trở lại. Các tiệm ăn uống, hủ tiếu, bún bò, nùm bò chóc đã mở cửa trở lại. Họ buôn bán thấy mà thèm, nhưng tiền ria thì bộ đội nhà ta lại không có được nhiều. Có khi dân ca lại còn tổ chức đánh bạc ăn tiền công khai. Bộ đội dê bộ, chúng tôi thì ăn nhàn hơn, chỉ ăn rồi ngủ, thậm chí không cần canh gác đêm. Ban đêm thì đường xá vắng đi, thời gian này còn chiến tranh, họ sợ ra đường, có chuyện gì xảy ra thì khổ cho họ. Ban đêm thường ở trong nhà. Anh em lính hậu cần chúng tôi thì không cần canh gác, nếu phân công gác cũng không có người. Do anh Lập dẫn quân đi Phung Cần Chôm gần hết hậu cần thông tin trinh sát, chỉ còn lại vài người để giữ nhà doanh trại mà thôi. Tháng 4 năm 82, tôi cùng Quang lại ra đoàn báo cáo. Khi xong công việc, Quang nói đi tìm ghe ve chai lông vịt đi ké ghe của họ về đơn vị. Quang đi vòng thị xã Pan Nam cũng tìm được hai chiếc ghe
đang định về hướng Phung Bong Đơ. Chúng tôi xuống xin đi nhờ, họ chấp nhận. Chúng tôi hỏi chuyện ở Việt Nam, nói chuyện phiếm với họ, họ mời cơm. Ghe chạy qua cũng khá lâu, trời đã về chiều. Chúng tôi nằm nghỉ, trên bờ sông có một người mặc áo bộ đội Việt Nam ngoắc hai ve chai vào. Tôi chụp vội lấy khẩu súng AK, mở khóa an toàn. Quang tay vụ cũng thủ sẵn khẩu K54. Hai thằng tôi ló đầu ra nhìn anh ta, và anh ta cũng nhìn thấy hai chúng tôi. Quang tài vụ dì tai nói nhỏ. Ông nói tôi là quân nhu, đang đi cùng ông nha. Tôi ừ. Mấy ông chủ ghe lên bờ. Anh ta hỏi mấy chủ ghe đi đâu, làm gì? Tôi nghĩ chắc họ làm tiền đây. Rồi chủ ghe và anh ta đi vào bên trong. Một lúc sau thì trở ra, mang theo súng AK. Đến hỏi chúng tôi đi đâu về, có giấy tờ gì không? Tôi nói, tôi là quân lực D2. Tôi chỉ tay và Quang nói, còn anh này là quân nhu. Hai chúng tôi ra đoàn 7706 ở thị xã Panam báo cáo, quá giang ghe, trở về đơn vị. Anh ta hỏi, có giấy tờ gì chứng minh không? Chúng tôi không có giấy tờ gì, nhưng có sổ sách, mẫu quân báo lưu mà thôi. Anh ta nói, đưa tôi xem. Tôi đưa sổ sách quân lực cho anh, còn dặn anh ta, nếu xem xong thì đừng cho ai biết. Đây là danh sách cơ mật của đơn vị tôi. Anh ta gật đầu rồi đi vào. Khoảng 10 phút sau, anh ta trở lại, trả lại tôi hồ sơ quân lực và nói, lúc dài bộ đội Việt Nam ưa theo mấy chiếc ghe ve chai lông Việt này trốn về Việt Nam lắm. Các anh thông cảm. Thôi, trời tối rồi. Các anh lên nhà đài của chùa ngủ tạm, rồi sáng mai đi tiếp. Ban đêm đi nguy hiểm lắm. Hai chúng tôi lên bờ, vác ba lô và khẩu AK, lên sàn nhà chùa nằm ngủ tới sáng. Trời sáng, hai chúng tôi xuống ghe, ghe chạy về hướng Phung Bong Đơ. Tôi mới hỏi chủ ghe, họ làm khó mấy ông à? Họ gật đầu, xin tiền à? Gật đầu và im lặng. Ghe chạy một lúc thì tới Phung Bong Đơ. Chúng tôi kêu họ lên nhà anh Ê đang ở, kể lại tất cả sự việc cho anh Ê nghe. Anh Ê nghe xong phán một câu, tụi nó làm tiền đó mà. Rồi quay sang nói với hai ông chủ ghe ve chai. Mấy ông cứ ở nơi Phung này buôn bán, trao đổi. Thằng cán bộ ca nào làm khó dễ thì kêu tôi đến giải quyết cho. Hai ông chủ ghe tươi cười, đem rượu và mồi ở dưới ghe lên. Tất cả mọi người cùng nhau ăn nhậu. Đi báo cáo ở đoàn 7706 về mới được có mấy ngày. Thì vào một đêm, pháo thăng tiên ở đâu bắn lên sáng rực cả bầu trời đêm. Tiếng tụng kinh EA ở đâu đó vang rền. Anh em ở hậu cần chạy ra cửa, ngó lên bầu trời, xem ánh sáng chớp nhoáng, sáng rực cả trời đêm. Anh em mặc lại quần áo chỉnh tề, khoác súng AK lên vai, đi đến xem có chuyện gì không. Nhìn thấy trên mảnh đất trống của trường học ở Phung Prai Sơ Chúc, đối diện với huyện đội ca, dân ca của thị trấn Sanaipur đang đến cúng vong, càng ngày kéo đến càng đông, nhiều người ngồi lại, đan xen lẫn nhau, chật kín cả một khoảng sân trống. Phía trên được dựng một dàn khung cây được sắp xếp rất nhiều tầng lớp, sọ người, xương tay, ống quyền, những mảnh vụn, từng khúc nhỏ. Đêm hôm tối trời, ai nhìn xem cũng thấy rợn người, nổi gai ốc lên cả. Phía dưới thì một hàng sư sãi mặc áo vàng ngồi xếp bằng tụng kinh. Xung quanh thì thắp sáng ánh đèn điện. Chính quyền bạn ca chạy máy dầu phát điện. Họ làm pháo nổ và pháo chuột chạy, lẹt xẹt, chạy đầu này sang đầu kia. Bên phía huyện đội ca thì họ châm lửa đốt pháo thăng tiên, xẹt xẹt. Phóng thẳng hướng lên trời, nổ ung hoàng. Tôi mới vào huyện đội ca, gặp anh Sáu tuổi, phụ trách chuyên gia trưởng huyện đội ca, để hỏi xem là ngày gì mà dân ca họ làm lễ cầu siêu, thì mới biết là ngày lễ Chô Cha Nam Thơ Mây. Ngày Tết của Campuchia thường tổ chức khoảng đầu tháng Chét của lịch Phật giáo Khmer, khoảng 13, 14, 15 tháng 4 dương lịch. Kéo dài trong 3 ngày, năm nhuận kéo dài 4 ngày, tên gọi mỗi ngày Tết khác nhau. Thế là Tết của dân ca lại đến. Ngoài ra họ làm dàn sân khấu cặp mé lộ trước cơ quan hành chính của huyện, hát à dây suốt đêm cho tới sáng. Khi chúng tôi về nhà hậu cần để ngủ, tiếng hát vẫn còn vang vọng đến. Vài ngày sau, anh Kiều dê phó
kêu tôi và thằng Dây lên căn nhà sàn của tù trưởng Dê, trao cho hai giấy phép và bảo, Dê cho hai đứa mày 10 ngày phép về thăm nhà. Tôi nói, sao có 10 ngày vậy thủ trưởng? Anh Kiểu nói, 10 ngày phép là ở nhà, còn ngày đi đường thì không tính. Tôi ừ. Anh Kiểu vào bên trong, bưng ra một gói đồ, có ghi địa chỉ sẵn nói, mày gửi giùm tao gói đồ này về quê cho gia đình. Có gì trong đó vậy thủ trưởng? Đường cát, gửi cho gia đình. Ngày mai có thêm mấy thằng nữa lên, tất cả tụi mày cùng đi về một lượt. Hai đứa tôi đi về, thằng Dây nói, miễn có giấy phép đi đường. Còn mày ở nhà bao nhiêu thì tùy. Chiều hôm đó thằng Hoa trinh sát sang nhờ tôi gửi bức thư cho gia đình. Chỉ tôi đến nhà nó ở ngã ba đường Trung Tín, Mỹ Tho, và Hải anh nuôi cũng sang nhờ tôi gửi thư về cho gia đình. Địa chỉ nhà là tiệm cắt tóc ở sát rạp hát Viễn Trường. Tôi và Dây về kêu Quang tài vụ cho ứng tiền lương để đi về phép. Quang tính tiền và cho bọn tôi tạm ứng. Sáng hôm sau thì có thêm hai thằng lên dẫn giấy đi phép là Út Chìa, phái viên Pung Cả Xây, Huỳnh Nguyên Hùng, quản lý C3. Bốn đứa bọn tôi quốc bộ ra cầu lộ Mê Bon cũng đến trưa, khoảng 2-3 giờ chiều, đứng đón xe của ca đi về Pa Nam, ở nhà dân mà thằng Dây quen. Buổi tối tụi tôi đói bụng mới ra quán ăn của ca ăn cơm và uống chút rượu. Thằng Hùng quản lý nó say, nói làm nhảm, anh em phải kè nó về nhà dân ca ngủ. Sáng hôm sau mới đón xe về bến phà Niếc Lương, đi vào chợ mua đồ về làm quà cho gia đình. Chợ ở nơi đây buôn bán cũng rất sầm uất, họ nói tiếng Việt rất rành. Tôi nghĩ chắc là dân Việt Nam sang đây buôn bán, rất nhộn nhịp và tấp nập. Sau đó anh em chúng tôi mới qua phà sang Mê Công ở mé sông bên kia. Khi lên phà cập bến, thì bọn chúng tôi đi lại trên bến tàu cặp mé sông Mê Công hỏi, có tàu nào chạy về Việt Nam không? Họ nói có. Chúng tôi cùng nhau bước xuống tàu. Một người đàn ông đứng chặn trước mũi tàu và nói, mỗi người 10 ria. Mỗi thằng bọn tôi móc trong túi ra 10 ria đưa cho họ, rồi mới bước xuống tàu. Chúng tôi lựa chỗ ngồi. Gió sông Mê Công vào ban đêm thổi se lạnh. Trời càng ngày càng tối thêm, gió thổi càng lạnh hơn. Dù trời tối nhưng tàu vẫn chạy. Lúc này có chị phụ nữ lại phân chia cho mỗi thằng tôi, giữ giùm chị gói đồ. Ai không nhận chị ta cũng để đó, rồi đi lại chỗ khác ngồi. Bốn anh em chúng tôi thiêu thiêu ngủ. Tàu đậu lại, tôi nghe tiếng xì xào trước mũi tàu. Ai trong đó vậy? Ông chủ tàu nói, có bốn anh bộ đội đang đi nhờ tàu về Việt Nam. Tôi móc trái lựu đạn mỏ vịt ra cầm sẵn ở tay. Trời tối lờ mờ, tôi thấy một cái đầu ló vào tàu nhìn. Tôi đi đi. Lúc này tàu chạy tiếp, chị phụ nữ lại đám tội tôi lấy lại bốn gói đồ. Anh em chúng tôi buồn ngủ lại ngủ thiếp đi. Kệ, tàu chạy đi đâu thì cứ chạy, bọn tôi cứ dựa lưng ngồi ngủ. Trời hửng sáng thì tàu dừng lại ở một bến đò, có người lên tiếng, tới rồi. Anh em chúng tôi ngồi dậy, vác ba lô lên vai, bước lên bờ. Ở đây dân Việt Nam đang dọn hàng ra sập buôn bán. Tôi hỏi chị đang dọn hàng, đây là đâu vậy chị? Chị ấy đáp, đây là chợ Tân Châu. Mấy chú về phép à? Dạ, tụi em về phép. Các chú có mua đồ làm quà cho gia đình không? Chị bán rẻ cho. Không biết có ai mua không nữa, còn riêng tôi thì không có mua. Chúng tôi đi qua khu chợ Tân Châu này, thì tới bến xe lại mua vé xe về Tiền Giang. Lên xe, chúng tôi nói chuyện huyên thuyên. Thằng Dây và Út Chìa dù tôi ghé hai nhà tụi nó chơi cho biết nhà, rồi mai mốt về phép ghé nhà tụi nó thì cả ba thằng cùng trở lại đơn vị. Tôi ừ, ghé nhà thì ghé. Xe chạy tới huyện Cái Bè thì thằng Huỳnh Nguyên Hùng xuống xe. Xe lại chạy tiếp tới ngã ba Đông Hòa. Ba chúng tôi xuống xe, bắt xe lôi, lôi tụi tôi tới nhà Út Chìa. Nhà nó ở sau lưng chợ Vĩnh Kim, bên phải. Trước mặt nhà nó là lộ, sau lưng của tòa thánh thất cao đài, bên phải có một ngôi đình chỉ thấy bàn thờ. Xung quanh vách của ngôi đình này đã bị trống trơn. Dây thì đi về nhà. Nhà Dây ở phía dưới nhà của Út Chìa,
Này một chút, chiều thì thằng Dây lên kêu hai thằng tôi xuống nhà nó nhậu. Nhà Dây đi theo con đường đá xanh, xuống khoảng 500 mét tới trạm y tế của xã, thì đi theo cặp bờ ruộng, men theo con đường đất thì đến nhà. Ba của Dây đã làm mồi chờ sẵn, hai chúng tôi chào hỏi hai bác xong, rồi vào tiệc nhậu, nhậu một chập quắc cần câu. Tôi và Út Chìa nghiêng ngả đi về nhà thằng Út ngủ. Nhà Út Chìa có bác gái, chị Năm và tên cậu em trai tên là Chín. Chiều thì họ xay bột trộn với men, sáng ra đổ bánh bò đem ra chợ bán. Sáng sớm thì Dây lên, ba đứa tôi ra chợ Vĩnh Kim uống cà phê. Chúng tôi nói chuyện trên trời dưới biển một hồi. Thằng Dây nói, chiều ba thằng qua nhà thằng Lộc Già chơi. Lộc Già làm phái viên bên ca cùng nhập ngũ, quê ở Vĩnh Kim với Út và Dây. Dây nói, nó cũng về phép, nó rủ sang chơi. Ừ, thì đi. Chiều Dây lên, ba thằng tôi đi qua cầu Ô Tước, quẹo phải, men theo con đường đất, cặp mé sông, đi tới khoảng 500 mét, thì tới nhà Lộc Già. Gia đình Lộc bày mâm, biện sẵn, chờ chúng tôi. Lộc Già ngồi trong nhà thấy chúng tôi tới, chạy ra sân bắt tay chào hỏi và mời vào nhà. Thế là bốn thằng tôi nhậu một chập tưng bừng, tiệc tàn. Anh em của Lộc lấy xuồng đưa ba chúng tôi qua sông để về nhà cho gần. Sáng hôm sau thì Út Chìa rủ tôi đi về xã Long Hưng thăm vườn vú sữa của nhà nó. Tôi đi theo thăm vườn vú sữa, chiều mới về. Sáng hôm sau tôi hỏi, hai thằng mày có đi lên nhà tao chơi không? Út Chìa nói, đợi thằng Dây về rồi cùng đi về nhà mày luôn. Một chút sau thì thằng Dây lên hỏi, không đi uống cà phê à? Út nói, nay về nhà thằng Tiến chơi cho biết nhà. Vậy à, thế thì đi thôi. Ba thằng ra lộ kêu xe lôi. Nó lôi ra cách quốc lộ 1A, đón xe lam đi về hướng Mỹ Tho, tới ngã ba cầu Cống, nay là quốc lộ 60, đường về cầu Rạch Miễu về Bến Tre. Xuống đi bộ, lúc này con lộ này chưa có xe lam, xe lôi để chạy. Chúng tôi đi bộ về nhà, tới nhà thì thấy nhà vắng hoe, cửa khóa không có ai ở trong nhà. Anh chị em của tôi thì đi đâu mất, bỗng có một đứa nhỏ khoảng 7 tuổi, con của chú họ tôi, chạy đến nói, anh ba, mấy bà kêu anh dẫn mấy anh này lại nhà chú Tư để ăn dỗ luôn. Ba chúng tôi theo đứa nhỏ này đến nhà chú Tư khoảng 50 mét gần cầu, sát nhà nha quản lý C8. Chúng tôi vào trong nhà chào hỏi và giới thiệu với anh em bạn bè của tôi đi về phép. Mấy chú tôi cắc cớ hỏi, ê, mày về phép hay đào ngũ đấy? Con về phép mà mấy chú. Vậy giấy phép đâu, đưa cho tao xem. Tôi móc giấy phép ra, đưa cho mấy chú xem. Họ nói, chà, thượng sĩ, hả? Được về phép 10 ngày đó, mấy gì ơi? Tôi kêu bằng bà, mấy bà này là em của ông nội. Thằng này ngon quá ta, tụi tao ở đây, ở cái xã này, chưa thấy thằng bộ đội nào đi Campuchia mà được về phép bao giờ. Mày là thằng đầu tiên đó. Anh em chúng tôi nhậu với mấy chú một chập hơi xỉn, thì hai thằng đứng dậy xin phép đi về. Hai thằng đi ra ngoài, tôi nói với theo, con biết đường đi bộ về không đấy tụi mày? Hai thằng la lên, biết mà, mày vào đi. Hai thằng khoác tay tôi đi vào. Sáng hôm sau tôi ra bưu điện, gửi gói bưu phẩm về quê cho anh Kiểu, đi đến nhà của hai thằng Hoài và Hải, giao thư của họ gửi. Mấy ngày sau, đi thăm mấy gia đình bà con bên nội và bên ngoại.